Trời, đạo diễn chửi em quá trời kìa. Vô tụ đây đồng phim giùm tôi một cái đi. Khi nào quay tôi hú một cái là chạy ra quay. Ê, khoan nữa. 15 phút sau, trở lại đây. Tập tiếp. Ok. Làm ơn giúp em cái nha. Rồi đó. Đi 6 người đó, đừng có về 7 người nha, tôi xỉu liền á. Ở đây thấy ghê lắm á. Dạ con lại các vị cô hồn các tảng. Dạ con là trợ lý đoàn phim, con đến đây con quay phim. Con có đụng chạm với các vị lưỡng tình tha thứ tụi con. Dạ con không dám vậy nữa. Dạ có ai rảnh trả lời con tiếng con biết được không ạ? Chết rồi không ai trả lời chưa chắc giận rồi. Người bình thường không thể nhìn thấy được ta, nhưng cũng có người thấy được ta. Người đó mới ghê đó. Có ai mà khùng như mày á? Cái chỗ ta đang ngủ tự nhiên ra nó bà xàm bà láp gì vậy ông nội? Để tao ngủ, hiểu không? Cậu thấy được tôi hả? Tao đâu có đuôi. Cậu đánh được tôi luôn hả? Cậu đánh được tôi? Đánh lại cơ nữa coi. Đau mày. Tao bị ngu. Tao xấu rồi chi. Ra ngoài đây nói chuyện tôi coi, nhanh. Ra. Mày tao nói tướng còn khúc mà. Có được mét mốt mà leo lên cái mã mét 2 chi rồi cà voi gì đó. Ảnh nè. Quái thiệt á. Kỳ vậy ta. Thấy được mình mà đánh được mình luôn. Nữa hả? Thôi ta không nói câu đó nữa. Ừ, ngu quán chịu. Hỏi câu khác nè. Câu khác hỏi đi. Lý do gì mà hai ngày nay cậu vô cái nghĩa địa này hoài à? Hả? Cái này tôi mới hỏi ông nè. Lý do gì tôi vô nghĩa địa này? Ông rảnh ra không có gì làm sao theo dõi tôi chi vậy? Tôi... Hả? Nhiều chuyện ở chỗ người ta làm gì làm. Đâu đụng chạm tới gia đình ông đâu mà. Ai vậy? Tại sao vậy? Tại sao có tiếng phụ nữ? Cậu mới ngồi lên mình vợ tôi đó. Ông nặng lắm rồi nha ông nội. Không có người chết nào mà la được nghe chưa. Ông đừng có hù tôi nha. Tôi sợ ma lắm đó. Trời ơi. Tôi nói kìa. Hù tôi một cái. Lỡ nó bị ướt là ông giặt giùm tôi đó. Tôi giỡn. Giỡn tào lao mà. Người chết nào la được nè. Tôi ngồi nè. La đi. Thôi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi bà nghe. Đúng ngôi mộ này phát ra tiếng la nè. Đúng. Vợ tôi đó. Chị ơi, em biết. Em lỡ ngồi lên lưng người chị bỏ qua cho em đó chị. Mà ông ơi, vợ ông sao chết vậy? Đừng. Cậu đừng hỏi đến nỗi đau của tôi nữa. Vợ tôi chết thảm lắm. Chú ơi, người chết cũng đã chết rồi. Có buồn cũng không giải quyết được cái gì hết. Mà bà chết đây, ông để bà ở đây lâu chưa? Lâu rồi. Vô đây tôi coi cái mộ các bà cái coi. Trời ơi. Nói chuyện với bà đi. Ông khùng hả ông nội? Tôi kêu tôi nói chuyện với ma. Bà chết thảm, bà linh lắm đó. Bà về bà ám cậu đó. Bà mới vừa ngồi trên người của bà. Bà ám cậu đó.
để ta nói. Chị ơi, mới gặp chị em có nhiều điều muốn nói với chị lắm. Chị ở chính suối, chị có uống nước suối không chị? Mày điên hả? Không nói gì luôn. Mày điên hả mày? Quẹt không biết nói gì luôn á. Mày hỏi cái câu nào khác đi, mày hỏi cái câu gì tào lao. Hỏi khác đi. Hỏi câu khác hả? Mày không hỏi ba ám mày đó. Biết thôi. Nói tao sợ ma. Chị ở suối vàng chị có hay đi đòi vàng không chị? Mày khùng luôn rồi. Thí dụ như hỏi chị tên gì đi, nó còn có lý. Bà tên gì vậy? Bà tên bà Tiết. Bà Tiết hả? Bà Tiết. Ồ, bà Tiết. Ồ. Ồ. Đúng rồi. Cái mộ này là mộ của bà Tiết nè. Ồ mà khoan đã. Bà Tiết ở đây, một chú lùng ở đây, thế thì sao chú kia ở đâu? Sao chú lùng chết thảm lắm. Tại sao sáu chú lùng chết? Đã lùng rồi mà còn có cái tánh ăn cắp giặt nữa. Ăn cắp tấm thảm của người ta làm chi để người ta quánh chết? Chỉ có một tấm thảm thôi, tại sao lại có thể giết chết sáu mạng người? Ai? Ai là người giết chết sáu chú lùng? Aladdin. Không thể nào tôi tin được trên cuộc đời này lại có chuyện mà Aladdin giết chết sáu chú lùng hết. Aladdin là tên ở nhà. Còn tên ở trường? Alibaba. Còn lại ba. Rồi mà sáu chú lùng chôn ở đâu? Chôn chung với bà luôn. Vậy là phần mộ này là phần mộ tập thể hả? Đúng rồi. Cậu nhìn đi, trên mộ bia có khắc chữ rõ ràng đó. Trời ơi, Bạch Tiết chôn với sáu chú lùng. Đúng rồi, có ghi nè, phần mộ của Bạch Tuyết và năm anh em siêu nhân. Năm anh em siêu nhân đâu ra? Ở đâu ra năm anh em siêu nhân? Cái lúc sáu chú lùng chết á, hoàng đồ của năm anh em siêu nhân. Chắc tôi phải đổi cái tên cái nghĩa trang này quá. Nghĩa trang quốc tế, nơi yên nghỉ của các nhân vật hoạt hình nha. Mà cái miệng ông đó, ông xạo lắm. Thiệt mà. Hoàng đồ của năm anh em siêu nhân. Rồi cái thằng Út đâu, nó mặc đồ gì? Tại sao không có ghi trên đây? Chú Út không có đồ chôn chung. Ông hay thiệt đó. Chú Út đó. Ai vậy? Ai nói lạnh vậy? Ai nói lạnh vậy? Chú Út lạnh đó. Thế ghê vậy? Ai vậy? Ai hát vậy? Có tiếng ai hát vậy? Ông nói đi, có tiếng ai hát vậy? Bạch Tiết. Bạch Tiết hay hát lắm, cậu không biết sao? Đúng rồi, tiếng hát phát ra từ đây. Mắt gì đang hát rồi la? Bà đang hát, mày đè vô cuốn họng bà, sao bà hát? Trời ơi. Thôi ra đi, ra cho con cháu nó xin lỗi ha. Bà với mấy em ra đây. Nè. Cái gì? Chào hỏi vợ tôi một tiếng đi. Vợ ông lùng như ông luôn hả? Bà ở đây nè. Bà ở đây? Ừ. Hồi nãy ông nhìn cái gì của bà? Tao nhịn gì kệ tao đi, chuyện gia đình tao mày thắc mắc chi? Cho nhịn ké cái này. Ê! Không, bắt tay xin lỗi thôi. Tưởng tượng ra luôn có thiệt. Em chào chị Tiết. Ba bố qua rồi đó. Qua chào anh hai đi. Ồ, anh hai lùng vậy hả? Em chào anh hai. Chào anh ba đi. Em chào anh ba. Chào anh bốn đi. Nè. À vậy hả? Không phải này, chứ không phải ông ngồi dưới. Ừ.
Anh ông... bốn, em tao. À, còn, còn ông kia là anh tao. Ừ, ông bốn. Dạ, thôi. Ông không chịu bắt tay. Sao vậy? Tao hôm nay cầm cái viết không biết làm gì vậy. Ý, có cuốn sổ nữa kìa. Trời ơi, mày thấy luôn hả? Ôi, đang ghi gì trong đó đó. Ông ghi gì mày coi coi. Anh bốn cho mượn cái cuốn sổ cái anh bốn. Ừ. Ông dễ chịu ghê ta. Ừ. Có ghi nè. Ghi gì vậy? Lê Nam diễn như hạch. Ông ghi thiệt á. Em ta nó thiệt tình lắm. Chết rồi. Thi mà gặp là chết luôn á thiệt. Ý, có BS ở dưới mấy chữ này nè. Gì dưới vậy? 10 phút nữa không làm anh cười rớt nha. Trời ơi. Khó quá. Em chào anh bốn nè anh bốn. Mày ráng đi, mày ráng đi. Thôi chào anh năm đi. Em chào anh năm. Chào anh sáu đi. Chà, trông bực thèn quá ha. Em chào anh sáu. Chào anh út đi. Cái ông út này mới khó chào này thiệt. Gán. Em chào anh út. Ê, mà tôi biết lý do tại sao ông thầy không có đồ siêu nhân mặc rồi. Sao vậy? Không có thợ may nào mà may đồ siêu nhân có 1cm vậy đó. Thiệt. Rồi. Ừ. Chào người này đi. Dễ quá mà. Xí, cho mượn cái mặt cái coi. Để yên vị trí này nha. Hỏi thiệt nè. Sao còn sống mà úp hình đại diện chi sớm vậy? Thiệt. Úp gì có hôn đó. Cái mộ này của tôi. Ê, ông có xạo quá. Cái mộ này là tôi biết nè. Tôi biết cái mộ này nè. Lý do sao nè? Ông này trước khi ông chết, ông mê chơi nội dung nhí. Đó, ông mới đưa hình của ông lên đây. Đó, đúng không? Đúng không? Cái mộ này, cái hình này với tôi là một. Tôi nói rồi nha. Ông được hù tôi nữa nghe chưa? Bây giờ ông nói ông là ma đúng không? Ông thử ông biết một cái đi. Tôi mới tin ông là ma. Ông biết đi. Nếu cậu không tin, tôi sẽ làm cho cậu tin. Nếu tôi sẽ làm cậu tin. Giọng ai vậy? Nếu giọng ai vậy? Tôi sẽ làm giọng ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Hả? Giọng ai đừng có nghe tôi nghe chưa? Tôi sợ lắm chưa? Ủa? Ông đâu đây? Ông đâu đây? Thấy ghê quá. Đi về, không ở đây nữa, đi về. Gì vậy? Mày vui không? Vui. Mất bà đó 3 năm tuổi thọ rồi nè. Ủa vậy, tao giữ nè. Giữ cái gì? Ê, thấy tao giống, thấy tao giống siêu nhân Hồng không? Không, không còn thời gian giỡn nữa. Cái gì bây vậy? Bây giờ đi về. Hồi nãy, tao thấy ông này ông lên ông nói chuyện với tao. Ông đó, ông nói chuyện với tao trong cái mộ đó. Đúng rồi, tướng 1m1 đứng nói chuyện với tao. Hồi nãy giờ mày ở đây hả? Đúng rồi. Có ngủ không? Có ngủ. Chim bao đó mẹ. Trời. Đâu ra ma cỏ? Cho tao bị quýnh vậy. Ma cỏ này mày bớt cái tính sợ giùm tao đi Nam không ơi. Không phải, rõ ràng ông ở đây nè, tao thấy rõ ràng mà. Mày bớt cái nỗi lo sợ đó đi. Mày anh hiểu bây giờ tao với mày đứt nổi tiếng trên mạng. Mày quên là biệt danh của mình là gì hả? Song hùng liều mạng, nói là làm. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, anh em chúng tôi song hùng liều mạng thân thiện rất nhiều phi vụ nổi tiếng khiến cộng đồng mạng phải xích xoa và ngưỡng mộ. Phi vụ đầu tiên, nhảy lầu cao vời vợi, kết quả bị gãy chân nhưng bù lại được 1 triệu like. Hay. Tới phi vụ thứ hai, chúng tôi đua xe nhanh vùn vụt, kết quả là té xe, cái răng cà xuống mặt đường hô thêm 3cm. Hình ảnh chứng minh. Hay. Dạ. Nhưng bù lại được 10 triệu like. Quá giỏi. Còn tôi có thể làm những chuyện mà thằng này không bao giờ làm được. Chuyện gì? Tôi làm một cái trò rất kinh khủng đăng lên mạng. Chuyện gì? Bấm chuông nhà ta bỏ chạy. 1 like. Mày khùng hả? Sao có 1 like vậy? Cái đó ai làm cũng được hết trơn á ba. Ủa vậy sao tao nổi tiếng? 1 like tao like cho mày á. Ủa vậy hả? Thôi bây giờ tao không cần nổi tiếng nữa. Bây giờ đi về. Mày khùng quá. Mày sẽ nổi tiếng nếu mày làm vụ này cuối cùng với tao. Chôn sống tại đất nghĩa địa này. Tao với mày nếu thành công
sẽ được tới 20 triệu like chưa từng có trên mạng xã hội. 20 triệu con người sẽ biết mình. Đúng. Và tao với mày sẽ nổi tiếng, sẽ được mời đóng phim, đóng quảng cáo và thi Cười Xuyên Việt. Dám làm không? Được, tao làm. Chôn tao đi. Khoan. Hả? Cái khùng á. Mày nên biết ở đây linh lắm đó. Bây giờ mình phải lựa chỗ nào chưa có người nằm xuống để mình chôn sống mình lên, hiểu không? Nhưng mà bây giờ tao mới nghe nghĩa địa, bây giờ chỗ nào không có mồ, chỗ nào không mã. Bây giờ biết được chỗ nào có xương người hay không, lỡ chôn chúng phạm người ta, người ta kéo mình đi luôn đó, hiểu không? Thì mình sẽ hỏi người ở đây. Hỏi bằng cách nào? Cầu hồn lên. Tao đâu có biết cầu hồn đâu. Mày để tao, để siêu nhân Hồng giải quyết. Đó đó đi. Nè, bây giờ nha, mình phải cầu lên. Mỗi đứa một cây. Tập trung nha. Để tay lên ngực. Mày làm cái gì vậy? Tao kêu ma gì giùm mày đó. Tao không có mượn. Hù cái văn đàn ông ra ngoài luôn á. Mày bình tĩnh cho tao làm đi. Mày làm cái gì vậy? Vậy ai mới la vậy? Tao đó. Ô mày làm tao bất hạnh quá. Thấy tao bất hạnh với mày quá. Để tao làm, đừng có nhái tao nữa nghe không? Để yên cái miệng tao đi. Không nghĩ đi. Bỏ đi. Sao vậy? Mày canh mày nhảy vô miệng tao không à? Hên là hô đó mà còn bị mày nhảy vô đó. Mày đàng hoàng giùm tao đi. Lại nha. Thôi bỏ công đoạn này luôn đi. Bỏ đi chứ tao vô cái lời khấn luôn. Mày nhấp là tao la đó. Xin cầu những linh hồn chết thảm. Hồn ấy đang ở Cửu Tuyền, mau mau hội ngộ tại truyền thông khang. Hồn ấy nửa tỉnh nửa mê, nửa trai nửa gái cũng về đây luôn. Cầu đi. Hồn ơi, hồn nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Ê không mà. Điên hả? Sao mày quýnh tao? Tao đang cầu ở khấn linh thiêng mày đưa tục ngữ vô chi? Có dần mà. Mày điên quá à. Cái gì vậy? Trời ơi. Sao nhiều người về vậy? Sao nhiều người vậy? Sao mấy đứa anh thấy có một người đứng bên kia nữa, làm sao mấy đứa? Nó có hai cái đầu lận. Chắc là nó muốn kết nạp thành viên mới hay sao? Nó hợp phải đồng quản trị đó. Đừng có cho nó biết mình làm ma. Mình giả làm đồng loại. Mình giả làm đồng loại. Làm dấu, giả giống vô nha không? Mấy đứa ơi, cái dạng ma này không phải ma thường đâu. Trời ơi, bây giờ cách tốt nhất bây giờ mình giả thành đồng loại của nó. Nó không có quất mình nha mấy đứa. Thảm thiết lên. Anh ơi, anh cho em hỏi, anh chết lâu chưa? Chết lâu rồi, chết lâu rồi. Tao chết lâu rồi. Tao mới chết. Cái gì vậy? Nói gì không á? Ủa, sao người chết trước chết sau vậy? Tại ông rút oxy trước tôi. Ủa vậy mà sao hai người dính nhau vậy? Tại vì chúng tôi chết trong lúc hai thân thể đang hòa quyện vào nhau. Cho làm vậy đi. Cho là vậy đi, mặc dù hơi nhột chút xíu. Anh, dạ anh đừng có nhúng con, em. Con mày. Dạ. Chết lâu chưa? Dạ em cũng mới chết.
Thôi vậy mình là ma đừng hù nhau nha. Dạ em là ma thiệt mà. Ủa mà sao mày chết mà chân mày hỏng hỏng đó? Hỏng rồi nè anh. Nó bài bắt phới luôn nè anh. Ma thiệt đó. Nó tính... ma thiệt con. Tính rồi ma thiệt. Ủa anh ơi sao hai anh cũng không có hỏng chân vậy? Hỏi chi rồi, hỏi bạn thấy ngu không? Rồi rồi hỏng rồi đó. Cái chân lo lửng luôn kìa trời ơi. Em tin rồi anh ơi. Mày đừng nhát tao nữa nha. Dạ anh cũng đừng nhát em nha anh. Ôi, vậy em chết thiệt rồi anh ơi. Em không còn dương chứng trên cuộc đời này nữa hết trơn á anh. Vậy được rồi. Mày cho mày có điện thoại xài vậy? Má em mới đốt cho em. Ở coi có ai gọi vậy? Dạ má em á. Má nó anh cho em nghe cái gì? Má hả má? Con chết rồi nha má. Con đang làm ma. Má tin nha má. Má đừng có gọi phiền con nữa bể hết má ơi. Nói chuyện gì? Tin con nha má. Ê, dạ. Làm như mày sống không được má mày tin phải không? Dạ, sao vậy? Mày để tao nói chuyện với má mày cho. Dạ không, má em không thích tâm sự cùng người lạ. Mày nghe tao nói nè, mày dạ. Để tao nói chuyện, bà mới tin mày chết mày không? Chứ dạ. Mày nói gì má không tin làm sao? Dạ để em xin phép một cái, má ơi. Có hai anh ma mà nói chuyện với má tiếp khách nha má. Hai mẹ con hề hước quá ha. Alo, tôi ma nè, sao? Đúng rồi, con bà chết rồi. Tôi nói thiệt, nó mới nói tôi nó chết nè, nó mới dọn xuống đây ở hàng xóm nè. Nó chết rồi. Má mình tự tự chết luôn rồi nè. Tao nghe rõ ràng. Tao nghe rõ ràng, bà đập đầu bà chết luôn. Anh đừng có sợ. Tao không có tao thiệt, bà mới đập đầu bà chết. Má ơi má. Cái gì vậy? Má em chết thiệt rồi. Wow, mới chết mà khỏi kèn đám ma luôn hả? Ba em trong đội kèn mà, để má em chết là ba khỏi liền à. Anh ơi gì? Anh cho em về. Em thổi tan má em cho tròn chữ hiếu nha anh. Thôi đi về đi. Dạ cảm ơn anh. Đây. Ê khoan. Dạ. Anh ơi đừng có nhát em sợ mà anh ơi. Ý vậy là mày còn sống. Nói là người đó. Ô mày thổi tan mày còn sống vậy này. Mày hù tao mày. Mày hù tao. Ủa tao giết người bằng phương tiện nào vậy? Đoàn phim thất thoát 1 tỷ đồng cộng thêm 100 triệu tiền hòm. Thấy ghê chưa? Thấy ghê. Bây giờ tao mày lột mày đi hù người ta chết đó. Dẹp cái xuyên nhân hồng vô. Cái gì vậy? Cho nó vô không? Tao là ăn cắp của mình thấy không? Đúng rồi. Để bây không? Giờ nè, sao? Hồi nãy là biết sao mà cầu người sống lên không? Sao vậy? Mình quên thổi nến đó. Thổi nến cầu lại đi. Bây giờ cầu lại nghe nè. Bây giờ nhưng mà biết cầu ai bây giờ? Ai phải đủ linh thiêng lên đây thì mới chỉ mình cái chỗ nào. Mình cầu người được. Ở đây. Ai? Người chết rồi, người trong cuộc. Mà mình biết ai đâu mà cầu. Cái người tiên phong chở trào lưu nói là làm này nè. Là ai? Ông Tư bán ve chai đó. Xám mình. Nhớ không? Ông Tư không nhớ. Cũng xuống kể cho nghe. Sao? Trời ơi chuyện vui lắm mày ơi. Vui lắm. Sao vui? Không biết. Vui gì? Tự nhiên cái vui lắm, không biết. Kịch bản dặn sao nói vậy. Vui lắm. Ông Tư bữa đây bán rượu với chai. Ma mày biết cười thấy ghê không? Ai vậy? Bà mèo đó. Bà mèo bà linh lắm. Linh lắm. Bữa đó ông Tư cũng đi mấy cái chai về. Mà hên sao bữa được bán được mấy trăm ký. Mừng quá vậy mừng rỡ rảnh rỗi biết gì làm. Lên mạng đăng ta tút. Nếu ta tút được 1 triệu like, tôi ra đường Phạm Ngũ Lão nhảy từ lầu 4 nhảy xuống. Sống gan dữ vậy mày? Được 1 triệu like thiệt. Trời ơi gì ông phải nhảy rồi. Phải nhảy thôi. Mà tính toán hết mày ơi. Tính sao? Bữa đó đúng 5 giờ chiều ông ra đường Phạm Ngũ Lão. Đứng trên lầu 4 mà trước khi nhảy nha. Gọi điện vận động các đại lý niệm tới lót đường Phạm Ngũ Lão cho ông nhảy. Trời đất ơi cha nội cha khôn thiệt á. Nhảy kiểu đó làm sao mà chết được. Chết. Sao lót kỹ mà còn chết là sao? Ông nhảy Phạm Ngũ Lão uổng nhất mà chúng sanh lót niệm Phạm Ngũ Lão gò dắp. Trời ghê chưa?
Cái này cái chết này là cái chết lãng nhất trên cuộc đời đó, tại vì bên cung cấp bên yêu cầu không hiểu với nhau đó. Đó là lúc đầu làm gì mà có hợp đồng rõ ràng chứ ai mà làm chứ. Đó, chết oan. Chết oan đó, oan. Đúng oan luôn. Ừ. Đây cái mỏ mày nói chuyện dễ thương ha. Ừ. Ê, nghe hàm răng coi. À. Ừ, hàm răng này chắc là đánh răng hao kem lắm ha. Tao sửa mỏng cho nghe. Sao? Bữa về nói má, má ơi, bạn con chê con hô, má chân tiền niền răng đi. Ừ. Má nó hỏi, ủa sao vậy má? Má để hàm răng cập cập nát nhàn ly nam. Trời ơi! Má mày biết tao chửi mày luôn hả? Biết luôn. Ghê vậy? Ừ, bà nói bà không bình chọn cho mày đâu. Quá, bây giờ nè, cầu, cầu ông dây chai lên liền. Đúng làm rồi. Cứu này đi, cho cầu ông tư dây chai lên. Ông tư dây chai lên. Bây giờ cầu nghiêm túc nha. Ừ. Ờ đúng rồi. Cầu người chết mà linh phải có vật linh thiêng. Mày có không? Có chứ. Ngồi đây đi. Ừ. Cầu đi ngang. Ừ. Cái miếng giải liệm của ổng nó tăng cấp đó. Cầu đi. Bây giờ mình cầu nha. Ừ. Tập trung nha. Ừ. Hồn ai ở chốn linh thiêng, nương theo lời khấn hiện liền về đây. Hồn ai ở nghĩa địa này, nương theo câu khấn ra đây chuyện trò. Cái gì? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bye. Ông về kìa. Ai nhớ em ơi, thấy ghê quá Dự ơi. À, ông Tư ơi, cho tôi. Tư, ông Tư. Ông mới đi qua đây mà. Tôi thất ai đâu. Con muốn chung sống tụi con, ông Tư ơi. Được rồi. Để mày phải chôn ở đây nè. Tao phải chôn sống mày ở đây. Phải chôn làm liền. Làm liền đi. Đó, đó, đó. Đó. Cho xong luôn. Ổn linh quá mày ơi. Chôn liền đi. Không có người nằm dưới đây đâu. Mày chôn đây không? Đúng rồi, chôn liền. Được. Mày vô đi. Mày để lấy cái sạn ra. Đào lên. Đào lên chôn xuống. Cùng á, tao chôn mày, tao là người đào mày chứ. Không, không, nhưng mà mày để tao lên chôn xuống đã. Để tao đào đất đã. Dừng lại. Ai vậy? Tôi chạy đầu tới tao. Hình như là má tao mày ơi. Má mày đâu mà má mày không biết nữa. Không, chôn má tao. Ê má mày kìa, má mày chôn thiệt kìa. Đừng nói tao đây không, tao chạy, tao trốn nữa không. Con làm cái gì vậy hả Nam? Bay muốn má bay chết, bay muốn vừa lòng đúng không Nam? Con xin lỗi má. Bay dại, bay khờ lắm mày biết không Nam? Bay tệ lắm mày biết không Nam? Má à, má lớn tuổi rồi, má cũng chịu hiểu. Bây giờ cái thời đại tụi con thời đại gì? Tụi con trên mạng, tụi con là những thanh niên nói là phải làm. Má hiểu không? Bây giờ 20 triệu con người đang like con, đang muốn chia sẻ hình ảnh con chôn sống con. Má phải để con làm chứ má. Rồi lúc đó con nổi tiếng, má hiểu không? Con sẽ có nhiều tiền con lo cho má. Con tôi nó muốn nổi tiếng. À Nam, giờ thì con nổi tiếng rồi đó. Giờ thì ai ai cũng biết thằng Nam con tôi vì chơi ngông mà chết thảm. Má nói cái gì vậy má? Không, không, mời, mời, con vẫn còn sống mà má. Mời con là má, má nhìn con đi má, má, má nhìn con là má. Không. Cái gì vậy? Tôi vẫn còn sống mà. Tôi vẫn còn sống mà.
chết. Không, tôi chưa chết. Tôi chưa chết. Tôi chưa chết. Cậu chết thật rồi. Cái gì vậy? Tại sao mọi người lại nói vậy? Tôi còn sống mà. Tôi vẫn còn sống mà. Hai ngày nay cậu, tôi gặp ông, tôi vẫn còn sống mà. Tại sao ông nói gì vậy? Câu chuyện thật sự của hai ngày nay là cái gì vậy? Tới giờ rồi, tới giờ live stream rồi. Đúng 20 triệu like rồi. Chôn sống mày. 20 triệu rồi hả? 20 triệu like rồi. Ừ, nè, chôn đi. Đi. Nè. Quá trời like luôn. Live stream. Chôn tôi đi, chôn liền đi. Tôi chôn sống đi mọi người. Tôi chôn sống bạn tôi nha mọi người. Đại dự ơi, xẻ cái này nè, nhìn lên. Nhanh lên dự. Mày đắp vô mặt tao nè. Mày nằm xuống đi. Nằm xuống đi. Tôi đang chôn sống bạn tôi đó mọi người. Thấy không? Thấy không? Đáng lên nè. Được nhiều like lắm nè em ơi. Tim quá, ta tim luôn. Quay mà chờ đầu tiên nè. Tôi đang chôn sống bạn tôi mà đi. Thấy tôi không? Tôi chạy tôi thiếu nè. Tôi đang chôn sống bạn tôi nè. Tự nhiên hết pin nè. Nam, tao mày nổi tiếng luôn Nam. Quá trời like luôn. Vậy vậy Nam, vậy Nam. Nam, mày dậy đi Nam. Dạ, đừng có chết mày Nam. Nam ơi. Nam ơi, dừng lại đi con. Về với má đi con. Đừng làm mấy cái trò ngu ngốc đó nữa. Về với má đi con. Mẹ xin con Nam ơi. Về đi con ơi. Không, không, con là gì hết. Tại nó muốn tôn thông mà. Không biết gì hết á. Không phải tại tôi. Không phải tại tôi mà. Tại sao con khờ dại như vậy á nè. Con đi con bỏ má. Mày tệ quá. Mày hứa mày làm cái gì cho má mày chưa có làm mà nè. Nhớ hứa gì không? Con hứa má ơi. Con hứa con không ăn chơi liêu lỏng. Má ơi con hứa con học hành đàng hoàng. Má ơi con hứa con làm ăn lại. Má ơi con hứa con không bao giờ làm cho má buồn. Má ơi con hứa con sẽ làm cho má vui. Má ơi con hứa sẽ không bao giờ làm cho má khóc. À, cái thằng bé hứa cầu cả trăm điều luôn mà chưa thực hiện với má điều nào ráo trời. Vậy mà hứa vu vơ với ai đâu. Con điều một mần luôn. Bán mạng. Nam ơi. Con chết đi rồi má sống làm sao đây à? Má ơi, con xin lỗi má ơi. Con xin lỗi má ơi. Nam. Nam. Như tôi thấy bạn cười hết ga luôn và khóc tiết mục này, bạn cảm nhận thế nào ạ? Đầu tiên em xin chúc mừng anh Lê Nam đã có một tiết mục xuất sắc. Cái tiết mục này em cười muốn chết luôn á, em rất
rất là thích luôn. Và cái chủ đề và cái nội dung của nó làm cho em cảm thấy nó rất là mang tính thời sự. Những cái vấn hiện tượng xã hội này làm cho rất là nhiều người phải đau lòng và đắng lòng và cảm thấy nhiều khi rất là bức xúc. Khi mà coi em cảm thấy trời ơi như vậy nè, không biết là mấy cái người đó có xem được hay không. Và em cảm thấy rất là ngưỡng mộ tiết mục này. Và riêng về anh Lê Nam, em cảm thấy bữa nay anh duyên dáng vô cùng tận. Cảm ơn anh. Thực sự là khi mà nghĩ rất là thích, tại vì đó là một cái thông điệp hiện nay tất cả các giới trẻ các bạn đang dướng vào, đó là tức là sống vào thế giới ảo mà chúng ta quên đi cái thực sự chúng ta, cuộc sống ta đang cần gì, chúng ta muốn gì và những gì là giá trị thật chúng ta cần phải đạt đến trong cuộc đời này. Chúng ta quên đi những điều đó. Và đây là một cái đánh động và những giới trẻ các bạn, mong rằng các bạn sẽ hiểu được trong cuộc sống của mình những cái gì mình phải giữ, mình phải trân trọng, để lúc đó mình mất đi rồi không bao giờ mình có được. Trước tiên là cảm ơn Hồng Trang trước, tại cảm xúc người mẹ rất là tốt, quá hay. Và anh thích cái câu thoại mà của người mẹ nói với người con, tức là con hứa với má cái này 100 điều con hứa con chưa làm được một điều, mà chỉ một điều con hứa với người khác thôi mà con làm. Thực sự là trong cuộc sống chúng ta đôi khi có những lời hứa mà cả một cuộc đời chúng ta không bao giờ thực hiện được cho cha mẹ. Tôi thích cái ý tưởng của các bạn, tôi thích cái nội dung của các bạn đưa ra. Những cái nhẹ nhàng thôi cũng làm cho cha mẹ mình đau rồi, chứ huống hồ gì bỏ luôn cả cái xác mà cha mẹ mình đã sinh ra mình và dưỡng nuôi mình. Ngày hôm nay thực sự ra là Lê Nam thay đổi, em thay đổi, và anh tin tưởng rằng với cái sự cố gắng nỗ lực cộng thêm cái sự hỗ trợ từ cố vấn cho em, hiệu ứng của sân khấu rồi, thì em sẽ làm được nhiều cái hơn nữa, bung bật hơn nữa. Và em thoát khỏi một cái Lê Nam mà từ xưa tới giờ anh em mình thường hay gặp. Chúc mừng Lê Nam. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh và xin một lần nữa chúc mừng cho nghệ sĩ Lê Nam. Xin chào tất cả bà con. Chào mừng tất cả bà con đã đến với cái xóm của chúng tôi. Cái xóm này được gọi là xóm Tam Tấu. Tại sao gọi là xóm Tam Tấu? Bởi vì cái xóm này chỉ có 3 người. Người thứ nhất là tôi, là ông tổ trưởng. Người thứ hai đó chính là bà già. Sao đẹp hơn hôm qua, cách đôi mình lại rồi chợt nghe trái tim đập tan tan tan. Dân và tiếp theo người thứ ba cũng là người cuối cùng, đó chính là ai? Đó chính là em của bà già, đó là bà Di. Dân kính thưa tất cả bà con, cái xóm này chỉ có 3 người, cho nên là tụi tôi sống với nhau rất là chan hòa và yêu thương lẫn nhau. Nhờ em mới gặp hiểu coi, nhờ em đâu mới gặp hiểu coi. Bước ra đây, bước ra đây. Sáng sớm bà luôn manh đồ mèo dữ vậy? Luôn manh gì? Nè, chị nói cho em nghe nha. Chị đã nói với em rồi, Tết nhất tới nơi rồi, phải đóng tiền cáp đầy đủ đi, để Tết nhất còn có tivi mà coi cười xuyên Việt với người ta chứ. Không đóng tiền cáp, lấy tiền đi niềm răng. Đó, và bây giờ không có cáp mà coi Tết nhất là sao? Nhanh cái gì? Bà gia sĩ mà cười đó. Chúng nó cười em. Chúng nào? Mà đâu phải chúng sửa ít đâu, chúng cũng sửa dữ dội lắm nè mà xuống cười em. Rồi bây giờ sao? Mắc cười quá à. Bây giờ Tết nhất tới nơi rồi, giờ không có tiền đóng tiền cáp, thì bây giờ em không đóng được, thì chị đóng giùm em đi. Không đóng tiền cáp mà lấy tiền mua chó lưu về chi vậy? Chó đâu? Đây nè. Ủa? Trời đất ơi, cái đầu. Cái con điền răng là tôi nè. Trời ơi, bà này cũng răng thiệt. Đâu đâu? Y lấp lánh nè. Lấp lánh hả? Lấp lánh hả? Hai, không có đánh mông bà già nghe không? Mệt hai bà mới đi, Tết nhất tới nơi còn hả cãi lộn lẫn nhau không nữa. Không có cáp coi chương trình Tết kìa. Bây giờ không có cáp coi chương trình Tết thì qua nhà tôi, qua nhà coi tivi. Bỏ đi cha chung đường dây cáp với nhà tôi mà cha lanh quá à. Tết rồi. Nó cắt sạch luôn rồi. Ê, mà bây giờ tôi nghĩ vậy nè, Tết nhất tới nơi thì không có gì vui. Bà già, bà đứng ra bà làm gì vui tôi coi coi. Trời đất ơi. Ủa bố bà già mà chú Hề đó làm cho vui. Vậy thôi bà gì, em bà già ra làm gì vui đi. Trời đất ơi, bà gì mà chú Hề đó làm cho vui. Rồi bà là ai? Đó là bà già. Ừ, bà này bà gì? Bà gì? Bà gì là gì? Em bà già. Ừ, mà bà già chỉ bà gì? Ừ, bà gì em bà già. Bà già chỉ bà gì? Còn bà là bà gì? Bà vú. Trời ơi. Trời đất ơi trời.
trời ơi, có một cái sự lộn nhẹ ở đây. Thôi, mệt quá, bây giờ tôi nói nghe nè. Sao? Bây giờ á, hai bà làm cái này vui rồi mà tôi cũng chưa thấy vui lắm đâu. Vui không? Không. Không có vui thì tôi cũng không có vui đây nè. Sao vậy? Trời đất ơi, Tết nhất tới đây mà buồn yêu à. Vậy là Tết năm nay nhà tôi lạc mất mùa xuân rồi. Trời ơi, nhà chị lạc mất mùa xuân, chắc nhà tôi lạc trôi quá. Trời đất ơi, vậy là bây giờ tôi cũng bị lạc đề luôn rồi. Trời ơi, bà lạc đề, cái tôi lạc giới quá. Rồi thôi đây, mệt hai bà quá. Tôi ước gì cái mùa xuân này hai bà lạc nhau luôn đi. Lạc nhất. Làm cái gì vậy? Gì vậy? Nhục. Diễn không vui hơi nhục. Nói nghe. Ba đứa mình ra nãy giờ chưa vui lắm đó nghe. Ê, nhóm có ai cứu mình không chứ, để kỳ lắm nghe. Nhóm tâm tóc mà như tâm tay vậy trời. Ê, nhiều khi á cúng cầu siêu luôn cũng được á. Ê, bữa nào em với chị ra ngã ba cúng không? Cái đó tâm cô. Ê, một cô nè, hai cô nè, ba cô nè. Gì vậy bà? Thấy chưa? Đàn ông mà đòi làm cô không à. Ê, tôi nói cái dòng này là cái gì không? Cái đôi tay đàn ông mà tấm lòng là của người mẹ. Mẹ không? Rồi bây giờ sao? Bây giờ quá. Tôi nói nghe nè, bây giờ mệt quá. Bây giờ muốn vui đúng không? Vui không? Tôi biết được có một cái nhóm này. Nhóm nào? Nó nào? Ở trên xóm trên. Xóm trên ừ, sao? Hả? Ừ, nó tự nhiên tôi thấy nó bán cái gì nhiều lắm, nó kéo nguyên cái tivi này nha ha. Nó bán cái gì? Nó bán gì tùm lum tùm la đây. Nó bán tùm lum hả? Ừ. Có bán thân không? Cái gì vậy? Tôi mua tôi xài. Tôi tự nhiên nó bán thân em, sao em kỳ quá à? Bây giờ muốn mua tivi đúng không? Muốn mua mà mua tivi đâu có cái cáp đâu mà coi. Tôi có nghe nó nói luôn, nó có bán cái gì? À, cái đầu thu. Bây giờ lấy cái đầu thu đó gắn vô cái tivi là bà coi tivi được rồi. Thấy được hả? Ừ. Rồi hồi xưa mình coi đầu máy, giờ tụi nó coi đầu thu không? Rồi đợi đi, tôi kêu nó vô. Kêu nó vô đi. Khoan, mà kêu tụi nó vô, tụi nó phải làm cho vui mới có tiền nghe. Đúng mình rồi. Thưởng tiền cho nó rồi mình muốn ủng hộ nó nữa. Ừ. Nhất định tụi mình phải làm khó nó. Vô. Không mà nắm tay nhau đi vô vậy. Nắm tay nhau cho nó tình cảm cô à? À. Dạ, hai thằng con xin được chào tất cả mọi người ở đây ạ. À. Dạ, nhân dịp năm mới xin có chúc quý cô quý vị ở đây dạ xuân phát tài như ý, Tết thịnh vượng an khang và đặc biệt mặt không bao giờ bị nổi tàn nhang. Trời ơi. Hay quá vậy. Bán cái gì vậy? Dạ, xin giới thiệu với lại cái giọng này bộ bán keo diệt chuột hả? Dạ giọng tiếp thị đó cô. Vậy đó hả? Chứ bán cái gì giới thiệu rồi lên đi. Dạ. Ôm lên coi. Vui lên. Tết ông mà. Này ta chưa kịp nói rồi vui vui ông mới không vui. Ôm lên đi. Giới thiệu đi. Dạ xin trân trọng giới thiệu với mọi người ạ. À. Bọn con là những người mang tới niềm vui cho mọi nhà mọi người. À. Bọn con chính là nhân viên tiếp thị ạ. À. À. Bọn con mang tới những món đồ rẻ nhất, những món đồ tốt nhất, những món đồ đẹp nhất để phục vụ tất cả mọi người ạ. À. À. Yeah. À, không biết là mọi người đang cần mua cái gì ạ? Cái gì cũng cần mua hết trơn á. Dạ, dạ ở ngoài con nghe láng thoáng là đang cần mua một chiếc tivi đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Ờ tivi bọn con có tivi. Dạ xin phép bà cô. Đó, bà cô. Bà ông chú đây nè. Chú nha. Bà ông bà cô. Ông bà cô thì thôi mà. Quý quá mà sẽ nhìn nó rối cả đồ hình. Vâng, và sau đây xin mời tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng chiếc tivi của tụi con đó. Hay quá, qua bên này ngồi nè. Coi nó làm gì. Trời ơi. Ê, cái này quen quá bay. Này mùa nào cũng TV có. TV là phải quen chứ cô, nhà nào có TV mà. Ê, TV này, mà lạ là sao? Cái này là cả bộ lạc coi hay sao bự dữ vậy ba? Dạ đây là chiếc TV thông minh đúng không? Ê trời ơi đừng có vô. Tôi vô TV. Tôi vô truyền hình này. Đây là mặt sau. Dạ sao cơ? Cô lại đây. Cô ơi đi vô lại đây cô. Mà cô chưa? Đây là một chiếc TV rất thông minh, không cần cáp, không cần dây điện. Cô có nhìn thấy gì không? Không. Cô bị mù à? Vừa lắm. Cô nhìn kỹ đi, cô nhìn thấy gì không? Thấy. Thấy gì không cô? Toàn người nổi tiếng mà không thấy à? Tao nói tao thấy mày điếc hả? Ờ, thấy hả? Tại con tưởng con vẫn là con nghĩ cô bị mù. Rồi cô thấy gì nào? Cô có thấy giám khảo xinh đẹp Kiều Anh không? Thấy con thấy. Cô có thấy vận động viên Cử Tạ Vân Sơn không? Thấy. Đó, cô có thấy trời ơi anh Dương Lâm Đồng Nai không? Không có thấy, chỉ thấy cái sóng mũi thôi. Đó. Dạ
đây là một chiếc tivi tích thông minh. Tivi thông minh là khán giả không thấy diễn viên thấy toàn khán giả không ha? Dạ đúng rồi. Rồi mình coi làm sao? Thì mình thích thì mình coi thôi đó. Bây giờ đi vô trong đây là coi. Ví dụ cô muốn anh Dương Lâm làm gì này? Mình muốn anh Dương Lâm thôi con gây điều kiện đi cho vui. Anh Dương Lâm hát một bài đi. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Yo! Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Rồi lẹ đi mấy đứa ơi. Chuyển kênh đi, chuyển kênh đi. Rồi chuyển kênh nha. TV thì ngộ, nghệ rồi Hồng Thanh. Phan Phan, hình như là mình có gì ngược đời rồi. Có gì ngược đời cô? Tức là cái người coi ngồi đây chỉnh kinh nào diễn viên trong đó phải diễn. Đúng rồi. Đây để em nói, TV của tụi em rất là hiện đại những TV khác. Đó là sao? Là chúng ta xem TV là phải chỉnh đài. Nhưng đặc biệt TV của chúng ta là phải điều khiển được diễn viên. Dạ bây giờ cô có muốn mua TV này không ạ? Bây giờ chưa thử là phải có cái gì hay chứ. Bây giờ thử quá trời rồi mà cô. Bây giờ tôi muốn coi cái TV, tôi bấm sao TV phải hát. Đúng rồi chứ. Cô bấm đi con. Chứ tự nhiên ở trong đó chọn tôi sớm chứ bắt tôi múa hoài sao tôi múa. Tại cái này là TV thông minh mà con. Bây giờ bước vô tôi bấm. Dạ. Tin buồn nè. Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin. Chồng cha anh chúng tôi là cụ Trần chắc chết. Sau một thời gian lâm bệnh quá nặng, sổ mũi nhức đầu, viêm mũi viêm xoang. Tuy đã được các bác sĩ trong bệnh viện thú y 113 tận tình bớt thuốc và nhận phong bì. Đổi kênh. Phim hoạt hình đi. Hoạt hình. Hoạt hình. Nàng tiên cá. Ủa Tom, ra đây. Bạn đi đâu vậy? Ôi mà để xem cầu siêu việt. Bạn ăn uống gì chưa? Chưa. Dạ Tom và Jenny xin chào tất cả các bạn. Chưa có được hết. Tiếp luôn dẫn kênh hoạt hình. Hoạt hình tiếp phần 2. Tom ơi. Sao bạn? Mình thèm mì gỏi quá. Tí mình mua cho. Dạ Tom và Jenny xin chào các bạn. Phần 3 luôn. Phần 3 luôn mà. Coi tới 15 phần là thôi cô ơi, bọn con bán cái tivi. Nãy chú quảng cáo tivi bên chỗ con không? Đúng rồi. Đem cho con 10 cái liền nha. Cảm ơn. Trời ơi. Trời ơi. Mà nó làm như kẹo đem 10 cái. Trời ơi, tụi nhỏ nó trong nhóm tụi nó không nó chứ đâu. Tụi bay mướn người quảng vô bạn quảng bá tivi heo. Dạ không có đâu cô, người ta thích người ta mới mua một chiếc tivi thông minh như vậy mà tại sao cô không mua là sao? Cái tivi này rồi bây giờ thì ngoài cái chức năng mà bấm đài nào nó có ứng bài đó thì bây giờ còn có chức năng nào nữa không? Không hết chức năng rồi cô, con bán được cái tivi không lời được bao nhiêu, bây giờ vào đây cô đầy quá. Thôi bây giờ bọn con sẽ giới thiệu những sản phẩm khác. Giới thiệu đi. Dạ. Này tạm thời mua đi, để em để vô. Dạ dạ. Rồi. Còn bán gì nữa? Rồi, nó còn ở đây mà cô. Tivi rồi con cô đẩy lung ta lung tung vậy. Mày bán mà mày khó mà. Không giữ đi chứ. Thư đại thường. Cái con quỷ là kia ra con quỷ seri nha. Tôi thấy nó có con bạc ta lắm rồi nha. Nhưng con thấy thì nhà mình đang chuẩn bị đón Tết đúng không ạ? Đúng rồi. Đúng. Tết thì các cô các chú có dùng rượu bia không ạ? Có chứ. Dạ và sau đây là sản phẩm bia. Bia. Bia bộ hả? Trời ơi lâu quá không gặp. Cậu là kìa ơi. Đã ăn chơi tè lè đi về nhà vợ nói là phải nghe. Vợ dặn khi đi nhậu nhớ mua ngay món ngon về nhà. Vợ ai sáng sớm đi nhậu rồi không về. Hôm nào tôi xỉnh tôi về. Vô. Nhớ đi luôn chứ quay mà về đây. Vô. Hả? Sao bia rồi chưa về? Hôm nào tôi xỉnh tôi về. Uống cái bia gì lâu xỉn chảy. Bia truyền thông khang, an khang thịnh vượng, mát gan bổ thận. Một người uống, hai người vui. Trời ơi hay quá. Hay quá. Bia truyền thông khang. Đó đây. Mua mà. Dạ, không mua là em báo ban đốc tiền khác liền. Mua rồi nha cô, nói dạ. Mua một sản phẩm mới. Để qua đây, liền, để cho bạn cho cô. Cô mày đưa cái này ra dễ gì không dung dám mua mày. Cô uống bia thì cô có sợ nhức đầu không ạ? Sợ. Đó và sau đây là sản phẩm thuốc nhức đầu. Đâu? Quảng cáo sao cho đâu? Trời ơi. Nhức đầu không? Không nhức. Trời ơi. Nhức đầu không? Mày nhức đi. Đầu không? Không nhức. Tại sao không nhức? Tại vì để uống thuốc nhức đầu hiệu đầu lâu, còn lâu mới nhức. Còn lâu. Vui hay quá. Hay quá. Hay mua luôn. Hay quá. Mua đây đây. Còn gì ba chục chai. Mua. Trời ơi bán được hai món xin. Lộn chai rồi. Lấy lộn chai gì vậy? Trời thuốc này ba ơi. Cô cứ coi bọn con là hàng tạp hóa đi. Rồi bán cái gì nữa không? Tết thì cô thường trưng cái hoa gì ạ?
Thời qua mai đó nguyên buồn đó. Đúng rồi. Hình như là bị sâu đấy. Hả? Bị sâu đấy. Ủa? Mai bị sâu hả cô? Ủa, bị sâu. Trời ơi, Tết mà cô chân mai có sâu là xui lắm. Ê, sao đây là hồi nào giờ là bông chỉ có ông có đậu vô chứ có sâu không? Bông là sâu. Sâu đục thân. Mày giỏi quá, bắt sâu đục thân. Cô có học sinh học không? Nói vậy ví dụ mà sâu nhiều quá có cách nào không con? Có chứ cô. Cách sao? Lên lên lên. Nửa tấu nữa hả? Vâng, mùa xuân là mùa của nỗi nhớ, là mùa của những con tim thường lén để tìm nhau. Là mùa của những trái câu xanh dương với lá trầu cùng chú rể và cô dâu trong ngày vui hạnh phúc. Mùa xuân này cho em ngày đám cưới, cho em miếng trầu thắm đỏ làn môi, để khi anh thấy em đứng em ngồi, cho anh ngắm anh nhìn no con mắt. Em gái ngày xưa nay đẹp lắm, có phải em là nàng công chúa thiên nga từ chín tầng mây rơi xuống sân nhà cho anh hạnh phúc đến một ngày em sẽ đám cưới mà. Kính thưa quý vị, và ngày tết là phải có đám cưới, và ngày tết phải có hoa mai đó. Hoa mai là phải có sâu, cho nên không thể thiếu thuốc trừ sâu. Sau đây là thí nghiệm của chúng tôi. Trời đất ơi, bà con thấy chưa, người còn chết huống chi là sâu. Hay quá. Công nhận cái chương trình này nhân văn nghe. Lấy mạng người ra thử nghiệm. Chú ơi, chú gì đó, nước từ sâu không? Đem cho con 100 chai nhanh nha. Cảm ơn. Cái con đó vợ cha đời đó, mày muốn mày tự tử hay mua 100 chai chứ? Nước túi hay mua 100 chai? Cô đang làm hành động gì vậy? Có bán kem đánh răng không? Con nhớ mặt cô rồi nha. Có bán kem đánh răng không? Mặt tao sao? Mặt tao mà nhớ thì sao? Cô là... Tao là cái gì? Thị gì? Thánh chửi đúng không? Tao biết chửi đâu mà thánh gì không thánh. Nãy giờ con thấy cô chửi lắm, cô có muốn không chửi không? Muốn. Long chửi nó lấy gì nó ăn. Vô gì cái gì? Tao nói mày là cái thứ gì chứ không phải thứ bảy chủ nhật ha. Cái thứ quá trong quốc gia quá cầu. Tao nói mày là cái đó. Cái gì mà hết chửi vậy? Mút mũi ăn vô hết chửi. Ê, tao bị hô. Thuốc gì hay vậy? Cát hồ, ăn vô hết hồ. Trời đất ơi. Cô ơi, cô đẹp toàn diện khỏi đi phẫu thuật rồi đó. Trời ơi. Hay mày nha mày. Thích nhất cái cầu mày thứ là... gì chứ phải thứ bảy chủ nhật. Im đi. Mày ở trời mày gian ác nghe. Lên. Quật đó kìa. Nó gì đó kìa. Hey. Kẹo rung, uống vô rung mở bụng, xoa tan mở bụng, không còn mập nữa, dành cho Gia Bảo. Trời ơi. Nó bán bổ không chừa một ai. Bây giờ có thuốc gì cho anh bạn tôi luôn không, bán luôn đi. Có thuốc triệt bóng không con? Không có. Nè, chung một tim nha. Yên tâm. Chúng sanh làm chứng, nãy giờ có nói câu nào? Yên tâm. Có thuốc đó là cha đời chú uống lâu rồi, hiểu không? Bây giờ con bán cái gì nữa không? Yên tâm, bây giờ nó hết món hàng nó bán. Hết rồi, hàng rồi phải không? Tôi lấy cái đồ của mình ra cho nó bán. Quảng cáo giùm tụi tôi đồ tụi tôi nghe. Dạ, một con là dân chuyên nghiệp mà cô biết. Lấy ra đây. Bất cứ cái gì ca ra là con quảng cáo được hết. Đây nè. Rồi, đưa nó đi. Rồi. Này cái gì vậy? Nè, quảng cáo giùm này coi. Quảng cáo giùm đi. Này là lăn nách nè. Trời ơi, cái con thị á. Bực bội chưa kịp nói lăn nách. Ê cái này là cái gì vậy? Ông nhúng lại nó ghê. Cái này là gì? À, nhớ rồi. Dầu gội đầu. Dầu gội đầu. Cưng. Dầu gội đầu. Thích hợp với mấy cái tóc như cưng nè. 2, 3, làm. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, là chuyên gia về phần đầu, tôi có thể khẳng định với quý vị và các bạn một điều rằng gầu hiện nay đang là một nỗi lo lắng lớn nhất của các bạn trẻ. Các bạn rất sợ rằng gầu của mình có thể bay mù mắt, các bạn đằng sau ra nhìn trộm mặt chảy đầu. Như thế này các bạn không lo lắng về điều nữa, các bạn thời gian đối với tài. Chúng tôi đang nghiên cứu chế tạo ra một loại sản phẩm đối chính là dầu gội đầu. Vâng, thưa quý vị và các bạn, dầu gội đầu này sẽ sạch tất cả các loại gầu, sạch cả dầu mẹ với gầu con, còn gầu bố không ai nấu cơm cho ăn rồi chúng sẽ sạch luôn. Vâng, mua dầu gội đầu đi. Kiếm cây khác. Còn cái gì nữa không? Cái gì bây giờ ta ơi? Mày quảng cáo cho tao cái lu nè coi. Tao hả? Mày quảng cáo cho tao cái này đi. Rồi mày nói sao, mày nói đi. Cái lu này cô xài để làm gì vậy? Không biết nữa. Cô phải là xài làm gì, cô biết con quảng cáo. Tao đâu phải làm cho nó sạch chứ để nó dơ vậy. Ngủ tư thế bị khơi, bạn yếu điều mới lạ. Ngủ tư thế chiến binh, bạn mạnh mẽ kiên cường. Ngủ tư thế nhạc công, bạn suốt ngày năng động. Này đã có loại mới dài chưa đến 3 ly vừa khích cơ thể bạn. Đây, khăn đa đăng. Khăn đa đăng ngoài chức năng là một cái khẩu trang che mũi. Nó còn có thể lau chùi được cái thùng phi rất là sạch sẽ luôn. Thấy nghe, tao kêu mày quảng cáo dùng cái thùng phi mà.
Thì trước tiên quảng cáo thùng phi thì con phải quảng cáo cái để nó vệ sinh thùng phi. Dạ con muốn hỏi cô cái thùng phi này kích thước bao nhiêu ạ? Không có biết, đoán đi. Trời, chứ con xài thùng phi mà nó xài cái cũng cỡ cái hòm mà con. Cỡ cái hòm hả? Rồi, nó dùng để đựng gì cô? Đựng nước. Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, nước là một... một cái gì? Quảng cáo có lúc bị vấp đó cô. Giặc đang về. 90% cơ thể chúng ta là nước. Vì vậy chúng ta rất cần nước. Mọi người cần nước thì phải đựng nước. Hãy tới với mua thùng phi này để đựng nước đi nào. Thôi. Ê, cái bài giang con hay, ai cũng làm được hết á. Làm chưa có hay quá đâu. Phải có những quảng cáo nó chân thật. Cô hiểu không? Sao mặt con hoang mang quá vậy? Phải có những quảng cáo. Bây giờ con tưởng tượng này thùng xăng là con quảng cáo làm sao? Dạ vâng thưa quý vị và các bạn. Ai trong đời chúng ta cũng phải đi xe. Đi xe thì phải dùng xăng. Mua mà xăng. Muốn thùng xăng thì phải lấy cái gì đựng? Lấy thùng đựng xăng. Mua thùng đựng xăng đi nào. Được chưa? Đây nói nghe. Giờ thí dụ bạn muốn bán tao mà giới thiệu tao coi. Quảng cáo bán dùm cho này coi. Leo lên rồi. Cái này không em leo lên. Rồi. Rồi đó. Các bạn trời ơi. Ai trong số chúng ta cũng mơ ước lấy được một người phụ nữ đẹp. Nhưng đâu phải ai cũng lấy được phụ nữ đẹp. Trên đời này còn những phụ nữ xấu. Những người phụ nữ đó biết phải làm sao, biết kiếm những người ở đâu. Đây là một người phụ nữ đang trong tâm trạng buồn. Nhe răng ra đi. Nhe răng ra đi. Há mồm nhe răng ra. Trời ơi, mày điên mày hả? Trời mưa mà nó đổ cái nón lưỡi trai mà vẫn ướt cái mỏ. Là sao? Ê, tính ra đó là giới thiệu gì không ai mua tôi luôn á. Thì có nắng từ từ mà. Rồi giới thiệu tiếp. Minh Dự đây ai mua không? Bây giờ đổi người khác tao đi. Con người đó nói hoài vậy. Tụi con vô giới thiệu bán giùm cô coi. Đứa khác quảng cáo bây giờ một bà này mà từng đứa quảng cáo bà này chừng nào bán được bà này thôi. Cô mắc bán lắm rồi. Thì kính thưa quý vị, thì hôm nay hãy hỗ trợ em một chuẩn bị một sản phẩm mới. Đó là một người phụ nữ rất là đẹp gái xinh tươi. Hiện tại cô ta đang bị ế chồng. Vâng, sản phẩm là chúng em là khi tặng kèm thêm một mái che mưa. Dạ. Chúng ta có thể là để che mưa hàng ngày được ạ. Dạ, ai là hàng ạ? Dạ, anh trai không ạ? Dạ, hốt đi anh. Dạ. Rồi, giờ tới người khác bán, tới người khác bán. Rồi, tới người khác bán, tiếp tục. Chừng nào có người dưới mua rồi thôi. Đúng rồi. Chia tiền đều mà sao mày chậm mày. Còn quảng cáo không được á, là tao tự theo không mày miễn phí à. Rồi. Kính thưa quý vị, Tàu Hóa đã ban tặng cho mỗi người của chúng ta một trái tim. Nhưng chỉ với một nửa yêu thương. Và nhiệm vụ chúng ta phải tìm một nửa yêu thương còn lại. Mà để một nửa yêu thương đó có ý nghĩa hơn, tại sao chúng ta không tìm đến một người phụ nữ không được đẹp lắm? Bây giờ ở đây có ai mua người phụ nữ này không? Tôi mua. Tôi sẽ trả lại cho anh 500 ngàn nếu anh mua. Okay. Mất bà bạn rồi. Mua nhà em gái tôi luôn hả? Mua rồi. Trời, bái bán luôn thằng bạn tao giùm luôn đi. Bạn bái bán được, quá bán chưa giùm cho. Rồi, đi mày. Rồi, được rồi. Bây giờ bán rồi còn ai mua đâu, bán luôn đi. Không ai mua đâu. Hàng này hết đát rồi chứ. Không ai mua luôn á. Ngoài bà đó. Cái gì hết hàng sử dụng. Nó nghe nè. Cho tôi trở về quê hương cũ đi. Sao vậy? Hồi nãy giờ thấy cái tụi này nó bán cái thiệu đồ cũng hay lắm rồi. Coi bộ Tết tôi vô nhà mình là vô nhà vô cửa rồi. Đó. Chịu à nghe. Đồng ý rồi nghe. Trời ơi. Tôi đồng ý rồi. Để tôi nói cho nghe, tôi đại diện cho hai bà này. Vô đây á mà vui vậy là phải có quà, có thưởng chứ. Mấy đứa chuẩn bị chưa? Trời ơi, có quà nữa hả? Có bao lì xì ngày Tết hả con? Dạt xuống. Dạ. Mấy đứa chuẩn bị chưa? Ở trong đây có năm... già nặng quá. Ở trong đây có 5 cái bao lì xì. Mỗi một cái bao lì xì có mệnh giá 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu và lớn nhất là 5 triệu. Trời ơi! Ai bức hên thì lấy 5 triệu. Rồi! Năm. Rồi lên, khoan. Cái gì cũng phải từ từ, báo người mặt thì vui lên, chút lên đây này nè. Tiền lên đây nè. Tiền khó từ từ lắm. Mình ngồi đếm nút đi, mình nói câu gì cho vui đi được. Mày nặng ra từ từ, nặng ra từ từ. Nặng ra, hồi hộp lên. Nặng. Số không rồi đó. Bao nhiêu vậy bà? Xin lỗi mọi người. Cái đầu nhọn rồi. 400
triệu đồng. Oh, yeah. Hay quá. Đỡ được 3 triệu rồi. Mấy đứa hay quá. Rồi sao giải quyết đi. Rồi bây giờ nói chung là con cầm cái đó đi qua Tết qua lãnh nha con. Qua. Ừ, chứ Tết dứt đâu có ai cho đúng tiền đó con. Cầm đi xuống xuống lát vô lãnh được không? Dạ. Dạ cảm ơn. Con cảm ơn cô. Vậy là tụi mình chịu. Cảm ơn tụi mình chịu. Vậy là chịu nha. Dạ con thua 2,5 con về. Rồi. Vâng, xin chúc mừng cho những chàng tiếp thị kỳ tài. Cảm ơn cho cô Năm hỏi, bữa nay 100 đô nhiêu rồi con? Dạ 2,2 triệu. Vậy rách rồi đổi được nhiêu? 1,1 triệu. Vậy là cô Năm chỉ còn có 1,1 triệu. Con vẫn còn thiếu cô Năm 1,1 triệu nha con. Trời ơi, cô Năm lãng gian vậy, cô Năm xé phải con xé đâu. Mày không đưa sao tao xé mày. Tự nhiên mất 2 triệu lãng gian vậy trời. Cô Năm ơi, cô rồi. Cô Năm nói đi, sao biết được cô Năm mà tìm cô Năm vậy? Dạ con nghe đồn nói á, cô đây là cô Năm tiền, cốt cách như tiên, hễ ai lên tiếng là cô sẽ giúp liền đúng không cô Năm? Đúng rồi, khai báo danh tánh rồi cô Năm coi cho. Dạ không nói giấu gì cô Năm, con đang nghi ngờ chồng con có vợ bé. Chồng con có vợ bé à? Con không chấp nhận kiếp chồng chung. Kiếp chồng chung? Trời đất ơi, kiếp chồng chung tức là con đang bị đọa đày bởi thằng chồng con. Cô Năm ơi, vậy bây giờ con phải làm sao đi cô Năm? Tao nói thiệt á, làm đàn bà con gái khổ lắm con ơi. Nhất là một khi đã lụy tình á, còn khổ gấp 100, gấp 1,000 lần nữa. Cô Năm từng bị rồi, cô Năm biết nè. Sao? Nói cô Năm nghe đi. Không còn thương nó nữa thì chịu khó về nhà cứng rắn một lần, bỏ quách nó đi. Đàn ông mà đã có tính lăng nhăng, nó không có bỏ được đâu. Nó bỏ là nó bỏ mày á. Cô Năm nói đúng. Con là phụ nữ có tiền mà, tại sao con phải phụ thuộc đàn ông? Phải bỏ thôi. Đúng. Con phải đẹp. Đúng. Biết bao nhiêu người sẽ mê con. Đúng. Phải bỏ nó thôi đúng không cô Năm? Đúng. Con sẽ bỏ chồng. Nhưng mà con còn thương nó lắm cô ơi. Thôi cô Năm. Thôi em hãy đi về, dính biệt kể từ đây. Đừng dẫn dương làm chi, đừng luyến lưu làm gì. Ai thần lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta, ai hướng đi buồn thật buồn. Căng quá. Người kế tiếp. Kìa anh yêu cô Thắm, trong sáng qua gấm hoa trang đài. Cô Năm ơi, cô Năm, cô Năm ơi, búp cô, cô Năm ơi, cô Năm, cô Năm ơi, cô Năm ơi, cô Năm, búp đi em. Trời đất ơi, tao thượng ở đây tao chói lòa, ai cũng thấy, tao có một mình mày không thấy hả? Cô Năm đấy hả? Có tính khen ông thầy bà thợ đúng có tưởng khéo quá thỉnh như nhà thờ đó. Con kia, đừng có ăn nói hàm hồ nha. Mày tưởng mày hàm hương hả, con hàm lừa. Sao? Vô đây kiếm cô Năm có chuyện gì nói đi. Dạ con chào cô Năm. Cô Năm chào cậu.
Cô Năm chào cậu. Chào anh. Chào chú. Chào chú. Kêu tiếng cô bị tâm tai hả bà nội? Trời ơi. Trời ơi, nhìn kỹ đi. Nhìn nè. Dày dày mà cậu à. Rồi, nói cô Năm nghe đi. Bữa nay kiếm cô Năm tiền có chuyện gì? Dạ, hôm nay con diễn kiến cô Năm đó. Để coi ngày nào tháng tốt, ngày lành đó, con đi chuyển. Chuyển cái gì? Chuyển nhà thì kiếm dịch vụ vận tải, chuyển quà thì ra chuyển phát nhanh, chuyển thư thì ra bưu điện, còn mà chuyển tiền ra ngân hàng chuyển khoản mà chích ngừa vô viện bác tơ. Không, con đi chuyển giới. Chuyển giới đi Thái Lan. Thì biết chuyển giới con Thái Lan rồi, nhưng mà phải coi ngày lành tháng tốt làm mới hên, hiểu không? Chọn ngày xấu xấu nha, qua chúng nó mổ quéo giới tính. Mày sợ quéo giới tính à? Tất nhiên, cái gì có thẳng là nó sẽ có quéo thôi. Rồi, bây giờ cậu á, cô Năm nói cậu nghe, cậu mày cái gì vậy? Kêu cậu suy sụp là mới kêu cô đi. Cô dạ, chào cô Năm. Cậu là cô Năm nói cậu nhiều rồi chứ cậu đừng có. Cậu á. Cô dạ, chào cô Năm. Cậu á, cô Năm nói cậu hoài là nghe lời. Nè, con đi, nè, con đi. Cô Dương Nguyệt thấy Bình Dương nghèo mà không đi tới cô làm sao? Vừa vừa phải phải thôi. Nè con. Coi bối mà. Rồi rồi rồi. Cô Năm kêu con cô nghe con nghe. Kêu cô nghe. Cô Năm nay dễ thương lạ thường. Rồi, để cô Năm nói cho nghe. Bây giờ con đi chuyển cũng được đi. Nhưng mà coi cho cô Năm biết cái tên con đi rồi cô Năm chỉ cho cái ngày. Ô nãy cô Năm không nghe hả? Ừ. Ô kìa ai như cô thấm. Không lấy tên lại. Mày đừng có ăn nói hàm hồ nha. Mày tưởng mày hàm hương hả? Con hàm lừa. Chữ hoài. Trời đất ơi là trời. Tên thấm nhưng mà cái gì thấm mới được chứ. Thì nó dịu hiền dữ lắm. Nguyễn Thị sất sượt sân si, sắc xéo bị chúng đánh tưng bừng đổ máu đỏ thấm. Con tên là đổ máu đỏ thấm mà. Dạ đâu gì đâu lạ. Này cô gái có cái tên chảm xá. Cái tướng của con á là con phải chuyển từ cái hồi 5 tuổi. Mày để trễ quá sao chuyển được nữa con. Hồi 5 tuổi mới mầm non nhi đồng sao làm. Rồi ha. Căng quá. Thôi cô Năm nói bây giờ vậy nè. Khỏi chuyển khó lắm. Xin lỗi cô Năm giúp con đi giờ cách nào con vô tiền cũng chịu hết trơn á. Bây giờ đưa cô Năm 5 triệu đi tao vấn tâm lý cho. Thì đó nãy giờ cô Năm nói để tiền bạc đâu có thiếu đâu nè, đưa cô Năm đó. Rồi. Dạ ngày nào cô Năm? À ngồi xuống ngồi xuống. Dạ ngày nào? Không bây giờ ngày nào nè. Bây giờ con chuyển ngày nào cũng được. Đưa cô Năm cháu đỡ vậy. Thì cô Năm cúng xong chuyển ngày nào cũng được. À dạ. Bây giờ nè chuyện quan trọng hơn nè. Cô Năm thắc mắc như vậy nha. Tao làm đàn bà tao thấy tao khổ muốn chết luôn á. Mà mày nghĩ sao mày đang phơi phới sân sởn gì mày đi rồi làm đàn bà. Khổ lắm con ơi. Trời ơi đâu phải ai muốn muốn vậy đâu cô Năm. Cô Năm không hiểu đó chứ. Mà ưu con là được một tấm chồng như ý. Mày muốn có chồng nữa hả? Dạ. Trời đất ơi. Sao ai vô đây cũng lụy tình vậy trời. Thì có cô Năm nói làm đàn bà con gái hả mà lụy tình khổ lắm. Cô Năm nói cho con nghe nè. Sao cô Năm? Vẫn là con gái chưa một lần yêu ai. Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Thầy mẹ thương em nhờ tìm người sẽ duyên. Lòng cầu mong em đậu bên cho em một bóng thuyền. Lứa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến. Sợ người ta đến cô Năm quá à. Cô Năm khuyên con rồi đó. Suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định nghe không. Vậy dữ dằn đi luôn ha cô Năm. Thôi nè cô Năm trả mày luôn á. Cô Năm không lấy tiền luôn á hả? Lấy cái tiền này nè coi như động lực để mày suy nghĩ nghe không con. Vậy cô Năm cho con chút xíu suy nghĩ nha. Rồi ok coi như cô Năm làm phước nha. Để dạ. Để vô đi coi để cô Năm làm tiếp. Còn ai ngoài đó cho vô luôn đi để Năm đi ăn cơm nè. Ngọc ngọt ngào. Cái nickname này mấy chục năm trời chỉ có duy nhất một người đàn ông biết. Chẳng lẽ ông là...
gặp lại nhau mắt dương niềm đau, gặp lại nhau lúc sắp xa nhau, gặp lại nhau tóc sẵn phai màu. Mình gặp nhau như lúc mới quen ban đầu, cớ sao em ngại chuyện tha phương chưa lần phai nhớ thương. Ngọc ngọt ngào. Thôi! Thôi anh đừng nhắc tên tôi làm gì. Cứ như không biết hãy tìm quên đi. Em à, tôi nghe nghe tôi nói đây nè. Em ông đến đây để làm gì? Tôi đến đây là để hỏi bà một chuyện. Tại sao bà xúi con gái của tôi ly dị với chồng của nó? Gái ông là con nào? Là cái con dính kiếp nạn của bà đó. Trời đất ơi, ông đừng có mù quáng nghe chưa. Thằng con rể của ông nó tác tệ, nó ngoại tình. Tôi làm như vậy là tôi giúp gia can nhà ông rồi còn gì nữa. Trời ơi, con gái của tôi nó ghen bóng ghen gió, chứ thằng rể của tôi nó không có ngoại tình. Con nhỏ này giống tính má của nó. Má của nó cũng vì ghen quá mang tâm bệnh mà chết. Má nó ghen à? Bà ghen với ai chứ? Tôi! Tôi đâu biết gì đâu. Nãy giờ lại đây tù túng muốn chết luôn, cho con về cứ suy nghĩ với cô Năm. Về đi con, về đi con, về đi. Cô Năm thỉnh con nha, cô Năm thỉnh con. Rồi, về nha. Ông nói đi. Vợ ông ghen với ai chứ? Tôi! Tôi muốn quên cái vỏ. Vô kiếm cái vỏ. Vô lấy cái vỏ đi con. Để đâu mất tiêu rồi nè. Vô này 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 nè nè. Về. Về nha, lấy cái vỏ về. Về hả? Rồi cô Năm thỉnh con. Thì về. Thôi. Làm giữ chơi cái nhạc chứ nghiệt ngã xỉu lên xỉu xuống. Con yêu nghiệt Thái Bình Dương là mày đó. Con hầm lừa hả? Thiện tay. Nam mô. Thì cái tụi tu mà trời ơi trời à, ông nói đi. Bà ghen với ai chứ? Bà ghen với bà chứ ghen với ai? Mắc gì ghen với tôi? Tôi cưới bà, nhưng mà tôi đồng sàng nhị mộng. Đêm nào ngủ tôi cũng kêu thất thanh tên của bà. Hỏi làm sao bà không ghen cho được. Như vậy là ông đổ lên đầu tôi chứ gì. Tôi gián tiếp hại cả mẹ lẫn con đó chứ gì. Không phải lỗi tại bà, mà có chuyện tôi muốn hỏi á, là tại sao bà làm cái nghề này? Vậy ông quên rồi. Hồi xưa má ông làm cái nghề gì? Má ông làm thầy bói. Cũng tại má ông mê tín dị đoan, chia rẽ đôi ta. Ông nhớ chưa? Cái ngày đám cưới đó, bà nói phạm phong thủy. Bà xuống bà rước dâu không được, bà bắt tôi nè, đem nguyên một đoàn lên rước rễ. Ông coi kỳ không? Ngày tôi vừa đặt chân xuống đất mũi Cà Mau, bà mặc nguyên một cái áo hình bát quái, cầm một bó nhang. Bà xỉ vô mặt tôi, bà nói: trễ giờ rồi, giờ mày rứa con tao về cho nó bệnh hay chi. Ba má tôi nhục nhã xấu hổ bỏ về Sài Gòn một mình, để lại một mình tôi nè, thân gái một mình. Tôi chèo ghe chống gậy về tới bến Bạch Đằng hồi nào không hay biết. Đau đớn lắm, nhục nhã lắm. Cho nên tôi quyết định làm cái nghề này. Tôi dằn mặt má ông, tôi cạnh tranh với má ông, bởi vì tôi hận. Trời ơi, không ngờ chuyện của má con tôi lại làm cho bà mang hận nhiều đến như vậy. Ông đi về đi, tôi muốn nói chuyện với ông nữa. Ngọc à, nghe tôi nói đây nè. Tôi nói là ông đi về đi. Không phải đâu, mà tôi nói. Tôi cho nói bà... là ông đi về đi. Ngọc. Đi. Lấy mà đi thiệt hả? Mấy đứa ơi,
ra đây cô Năm biểu nè, ra đây. Bây giờ á, cô Năm có một lời thề là khi nào mà gặp lại ổng á, cô Năm giải nghệ luôn. Nhà là còn gì á, mấy đứa gom đi hết đi, đem về quê bán, lấy vốn liếng làm ăn đàng hoàng. Đừng có làm cái nghề giống như cô Năm nghe không. Cô Năm nói vậy là để cho... Tôi công nhận luôn á, tụi này ở với tôi lâu nay tôi không ngờ thương tôi tới vậy. Cuối cùng tôi cũng cô độc, mãi mãi cô độc. Này, để bao nhiêu luyến thương lại lòng thôi. Hát giỏi quá tạnh mưa luôn rồi nè. Ông đâu ra vậy? Sao chưa chịu đi nữa? Làm sao tôi đi được? Mấy mươi năm trước má con tôi đã làm khổ bà, bây giờ để tôi bù đắp nha. Ông đi đi. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, nói với anh một câu sẽ đi tròn đến cuối con đường. Anh ơi, dòng này em thi bolero show đó. Nắm tay hết giận hết buồn em nhé. Xa cách đôi đường người tình giờ mình bước đôi đường. Mình yêu yêu mãi muôn đời, từ nay ta sẽ không rời, sẽ không bao giờ mình bước đôi đường. Ngày trước có đôi lúc em bướng bỉnh, có lúc em không nghe, nhưng có lẽ ngày hôm nay em đã nghe, cho nên ngày nay em thành công ngoạn mục. Khi em xuất hiện ra, chị thấy không còn sự lụp chụp nữa. Chị coi, chị để ý em từng nét, trời ơi hôm nay em làm cho chị thích vô cùng. Chị rất mừng là bởi vì ít nhiều lời nói của chị đã tác động và đã thay đổi em. Và Tiên cũng đã thay đổi em, Nam Thư cũng thay đổi được em. Ngày hôm nay Trà Ngọc quá là tỏa sáng. Anh chúc mừng em đã hoàn thành bài thi rất là tốt. Anh vui hơn nữa là thật sự em có lắng nghe anh và Thư. Anh chỉ muốn nói một điều, em là một người rất là giỏi, em sẽ có một tương lai rất là sáng lạn. Đó là em, Trà Ngọc. Xin cảm ơn anh Việt Tiên. Chị mong rằng Ngọc vẫn là Trà Ngọc, vẫn bướng bỉnh nha, nhưng mà ít thôi, và phải biết lắng nghe để hoàn thiện bản thân mình. Chúc mừng em Trà Ngọc. Cô thật sự rất dễ chịu khi xem em diễn hôm nay. Một mình em hứng hết từ đầu tới cuối. Biết là các bạn hỗ trợ em cũng là những người có tài, nhưng mà phải thấy là em làm chủ sân khấu hoàn toàn. Em đã chủ động, em đã làm tất cả mọi thứ, và em duyên dáng vô cùng. Có thể những đợt trước cô không được theo dõi cái đường đi của em, nhưng hãy cứ tin một điều, nếu như Trà Ngọc như thế này thì làng hài của Việt Nam lại có thêm một mỹ nhân nữa. Và thưa quý vị, trong đêm thi hôm nay sẽ có một điều đặc biệt, đó chính là chúng ta sẽ chờ đợi điểm số từ hai vị giám khảo sau khi tất cả những tiết mục dự thi trong đêm thi hôm nay kết thúc. Thưa quý vị, hãy nhắn tin theo cú pháp CXV khoảng cách 09 và gửi về tổng đài 8234.
của bé Lệ. Trời ơi, đây chỉ mới là tiết mục mở màn trong ngày khai trương thôi, còn nhiều cái thú vị lắm. Món ăn ngon này nha, phục vụ thì đẹp, từ đứa phục vụ tới bà chủ cũng đẹp luôn. Bé Lệ đẹp, bé Lệ biết mà. Đây con bé mannequin. Đây. Dạ. Sao kỳ vậy con? Má khách đồng phục cho cả đám múa mặt, con mặc đồ lạc lòi vậy? Má này, con là con của má, con phải mặc đồ nổi hơn ta chứ. Ủa, má kêu mặc đồ nổi không? Nghi lắm mà. Lúc này á quen thằng Hậu, mày đặt xí xa, xí xòn hẹn hò, máu dài, áo cưới, đồ. Má này, con thương anh Hậu thiệt mà. Lại đây, má nói cho nghe. Mẹ thương bao con thân gái đục trong. Tăng 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 tăng. Mai kia mốt nọ còn đi lấy chồng. Tăng 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 tăng. Nè, má cực khổ nuôi con từ nhỏ tới lớn, nghe lời má nghe không? Dạ. Đi vô đi, lát chừng nào có khách mới á, má kêu. Dạ, thưa má con vô. À. Trời, thấy gớm không nè. Dạ, mọi người kêu món ăn đi. Dạ, dạ nè. Khách ơi, vào quán bé Lệ đi nè. Bé Lệ, tại sao khai trương quán mà không mời tôi? Ai vậy? Hải Hùng Bolero nè. Tay ghét quá hả? Ủa, mấy chục năm mới gặp luôn á. Nhớ Bạch. Nhớ lắm luôn à. Bạch Bụ Bạch Chánh. À, ơi, ơi, ơi. Đường nước làm tới hả? Thầy gốm thiệt đó trời ơi. Đi đâu bao nhiêu năm nay mà giờ mới về với tôi vậy? Tôi lên Sài Gòn, tôi đi hát, tôi kiếm anh Phong. Anh Phong? Kiếm hoài, kiếm được. Đừng có nhắc tới con người phụ bạc đó nha nha. Người đàn ông phụ bạc, bà nhớ không? Vì cùng yêu một thằng cha tên Phong đó nha. Mà chị em mình á tình cảm tan vỡ, đi lên Sài Gòn cưới vợ có con hết rồi, đừng có nhớ tới người ta nữa. Ủa mà nè, giờ này sao rồi? Thì nè, nhìn kỹ đi. Đó, lúc mà bà lên Sài Gòn rồi đó, tôi đi hát có mình nên nè, đám nào cũng bán hết trơn á, dành dụm tiền bạc làm nên quán với Lệ này nè. Ủa vậy hả? Dành dụm tiền bạc làm quán nhậu hả? Sao không dành dụm tiền bạc sửa đây răng cho bớt hô đi. Để không? Cũng tỉnh sửa rồi. Mà nghĩ lại để hợp răng chống mà binh cô hồn. Trời ơi dữ gì trời. Dữ lâu gì? Ngày gặp lại những xéo sắc như xưa. Xéo sắc gì? Con người con ngợm không? Không học gì mà bỏ tiền học lời ăn tiếng nói đi. Đút cái chữ vô não dụm cái. Lo diện đồ. Thôi trời mà. Ơi cái đèn giao thông biết đây gây chuyện. Ủa sai tôi là vậy? Sao kỳ vậy? Bớt tỉa xói nhau lại. Tôi hết kéo sắc rồi, mềm mại là rồi. Chi vậy? Muốn lấy chồng rồi. Ai lấy? Kệ tôi, mắc cười quá hà. Thôi nè, biết sao không? Về này, có quán rồi, có nhà có cửa rồi. Về ở với tôi. Đời cho em mình khổ lắm. Về già đó, đâu có ai đâu mà lo. Đúng không rồi. Có chỗ nương tựa. Đúng rồi. Tôi tự xây cái quán nè, để yên phận cuối cuộc đời của mình. Ê, vậy bà cho tôi phụ bà đi. Ở đây với tôi luôn nha, hứa không có đi nữa nha. Hứa mà. À, cái gì bên đây? Vô đá gì? Ăn cái gì? Vô đá. Ôi, trời đất ơi. Rồi bé đứng lại coi. Trời đất ơi hai đứa này sao vậy lớn là mà không biết suy nghĩ gì trời. Da u đá bây giờ ăn ghê lắm bị ung thư đó. Ủa vậy? Cái gì? Hả gì? Thư gì bậy bạ vậy? Da u đá tôi tự mua sữa mua đường tôi pha đút vào tủ lạnh đó. Rồi bà mua đường mua sữa ở đâu? Ngoài chợ. Ung thư đó. Đi về đi đừng có ăn đi đi. Dạ, cho anh tôi tứ sườn. Ăn mà không biết suy nghĩ gì ăn ba cái đó là ung thư chết. Ung thư cái gì? Hủ tiếu sườn nha, sườn heo tôi tự tay tôi hầm xương đó. Chưa kể con heo tôi tự tay nuôi lớn luôn. Trời ơi, ung thư gì đây trơn á. Trời ơi, trời ơi, bà ghen quá. Ghen gì? Bà cộng hủ tiếu bà mua ở đâu? Ngoài chợ. Ung thư luôn đó. Ung thư luôn hả? Đi về đi mấy đứa ơi. Ghê quá. Anh nói giỡn á. Đi về đi. Ê, tính ra tôi hay quá. Thôi. Tôi hay thiệt á, tôi vừa vô tôi hải hùng kia tôi giúp quán, cái quán đang đông vui tự nhiên bắn hoe hết luôn. Cái gì vậy? Hả? Hơi nhanh đó. Rồi đó, nhạc sĩ Trường Sơn lên. Tôi hải hùng với hải hùng luôn đó. Sao tự nhiên chửi tôi? Hải hùng bây giờ muốn sao? Muốn là tưng bừng khai trương lặng lẽ đóng cửa phải không? Hả? Bữa nay là ngày khai trương này của cô Lệ nè. Làm vậy là chết rồi. Chết rồi, biết không ở đây? Ai vậy? Buồn quá Sơn ơi. Cô Lệ nè, tôi thông cảm cho cô. Ừ. Khai trương mà gặp quỷ này là chết rồi. Ừ. Bữa trước ông Sáu á bán cháo vịt nghe, mới khai trương hôm qua ủng hộ một cái bán 3 ngày đầu khách đông, ngày thứ tư bán luôn cái quán. Đó. Ừ. Đi đi. Bây giờ nào bữa nay tôi bán thân luôn không? Dễ lắm. Nhưng mà tôi bây giờ biết sao không?
tôi ủng hộ cô, tôi dắt bạn gái tôi ghé đây rồi. Đúng rồi. Đó. Im nha nè. Em ơi. Im nha. Ghé đây. Thằng im hay chưa? Biết rồi. Đây. Mày cầm đi. Nè. Quán của anh cô Lệ. Anh. Em ghé đây đi. Em chào chị. Đó, thấy không? Chị. Bữa nay ghé quán của Lệ ủng hộ đi, mới khai trương phải không? Nè. Anh đi tiếp khách nha không? Biết rồi. Vô trọng chuẩn bị đặt order báo cho em. Ê nó nghe đó nghe. Cấm ung thư ung thiết. Đồ ở đây là đồ ngon. Dạ. Đồ ở đây cô Lệ làm ăn là... gì? Im coi đồ uy tín lắm, cái ăn một viên không? Ăn 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 em tiếu, ăn. Em ăn cái gì cũng được. Ăn em gì? Ăn gì cũng được. Từ từ đi. Mày chĩa một cái tao quánh mày chết luôn đó. Em ăn cái gì cũng được. Cho vô đi, không có kêu muốn ăn giống như ăn thịt nhau vậy. Muốn ăn thịt đâu, ăn thịt tôi nè. Ăn thịt lấy bóng sao? Đi. Bây giờ ăn gì? Hai tô hủ tiếu. Trời ơi trời. Nè tôi nói nghe nè, mấy người này nên bỏ đi. Đừng bao giờ quen. Sao hả chị? Hai người sắp về sống chung một nhà với nhau rồi đúng không? Dạ dạ. Vậy dạ. Mà kêu hai tô hủ tiếu phân biệt vậy. Ăn sợ động môi động đũa sợ lây bệnh hả? Bỏ đi. Trời đất ơi, bây giờ hai người vô kêu hai tô là đúng rồi chứ còn gì nữa. Trời ơi, em không ngờ con người anh. Anh thì ra anh kỳ thị em đúng không? Anh sợ đụng đụng muỗng đụng đũa với em chứ gì? Không phải, ý của anh không phải là vậy. Chứ sao? Không, cho một tô đi. Ôi trời ơi, trời ơi, quen nhau mà kêu kiệt ăn có một tô. Trời ơi, đại gia kỳ vậy. Trời ơi. Thì ra tôi bỏ đi. Thì ra con người anh tính toán chia ly với bạn gái như vậy. Anh kéo kỳ quá, tôi chia tay anh á. Không có phải. Trời ơi, bà nói giùm tôi một tiếng đi. Thôi được rồi, gái ơi gái, thì cái mới có là chọt chút xíu rồi banh nhà banh cửa rồi. Tôi giỡn đó. Thật sự ra tôi vô tôi nhìn cái tướng này tôi thấy là nhân tướng là rất là tốt. Bà có biết coi bói luôn? Biết coi bói. Coi tôi khỏe rồi. Bây giờ coi quá mà coi bằng cái gì nè? Bây giờ tôi coi bằng bolero. Bolero? Ừ. Rồi. Đây. Giờ hát tôi, đi, tôi giờ bói tôi cho. Hát bài nghe. Chỉ cần hát một bài thôi tôi nói cuộc đời của ông luôn. Rồi, đoán đàng hoàng nghe. Rồi, hát đi. Đời tôi đẹp trai nên đi đâu hay nó quá. Cũng ra hoài. Hay lắm. Vì tôi đẹp trai nên bao cô nó cứ theo hoài. Hay quá. Vì tôi đẹp trai nên tôi không cần hát hay. Tôi không mà cần có tài mà tiền xài tôi có lai rai. Thôi được rồi, đoán rồi được rồi. Hát cái bài mà đẹp trai, thường thường đẹp trai là cuộc đời đó là dạ. Khuôn mặt đó là khuôn mặt hai mặt. Tại thường thường đẹp trai là có rất nhiều người cua, rất nhiều người yêu, hiểu không? Có nghĩa là nay yêu người này, mai yêu người nọ, mốt kia yêu người kia. Đúng không? Bởi vì người xưa người ta có câu nè: họa hổ, họa bì, nan họa cốt, chi nhân chi diện, bức chi tâm. Họa hổ, họa bì, nan họa cốt là gì? Đừng hỏi mấy câu đó tôi không có biết đâu. Vậy còn tri nhân, tri diện, bất tri tâm? Cái đó tôi biết. Có nghĩa là biết không? Người, biết mặt mà không biết lòng đúng không? Ô trời ơi, giải thích kiểu đó ra ngoài đường người ta cười vô mặt. Chứ sao? Giải thích cái kiểu gì mà kỳ cục. Có nghĩa là này, tri nhân, tri diện, bất tri tâm là gì? Nghe rồi học hỏi mới mốt ra giải thích cho người khác nghe chưa? Ừ. Chi là gì? Chi là gì biết không? Là biết. Chi là biết, nhân là người, diện là có người biết ăn diện, bất là không, tâm là tâm xỉa răng. Câu đó có nghĩa là người biết ăn diện thường không dùng tâm xỉa răng. Có nghe chưa? Vậy là cuối cùng là tôi sao? Nói chung là con người này sợ Khanh lắm, bỏ đi. Đừng bao giờ đeo với con người này nữa. Bỏ đi. Thì ra bấy lâu nay anh là con người sợ Khanh như vậy. Tôi không biết. Tôi chia tay anh. Chia tay đi. Không phải. Em tự bà đó nghe. Bà gì em bị chửi luôn. Bà có đừng tôi đó. Vừa xài xể tử chú làm chi. Sao rồi nè. Bà ăn. Ôi, đi đâu hết rồi? Không ấy, bà cầm sổ đổ bà sang quán đi, chứ bà kêu tôi về là một thiệt hò lớn với bà đó. Tôi quá sợ cái xóm này. Trời ơi, kỳ quá ha. Cách đi hết là tiền vô nó bù lại. Thôi đừng có buồn nữa. Má ơi, má ơi giúp con với. Ủa, tí Mãi Hùng mới tới hả? Má ơi giúp con với má ơi. Tí Mãi Hùng tím, sao tím tới đây vậy? Má thì... ơi, má giúp con với má ơi, nguy cấp lắm rồi. Mày cháu tránh trả lời chứ không. Giúp chuyện gì? Bây giờ á, má làm má còn Tí Mãi Hùng làm ba nha. Gì vậy bà? Những ba má gì đây? Vụ dạ. Gì? Vụ gì làm ba làm má? Ờ. Ba của anh Hậu hôm nay lên coi mắt của con. Sao giờ mới nói? Sáng giờ lo khai trương quên mất tiêu nè. Vậy? Tao mệt quá, đi ba má gì đây. Bây giờ giúp thôi được rồi đi. Thôi được rồi. Để thím ba làm ba cho. Dạ. Nhưng mà thím bây giờ đâu có đồ đâu mà mặc mà làm đàn ông. Dạ đồ nè thím. Trời nó canh luôn á, nó làm như là nó muốn tôi làm đàn ông trở lại đó. Thôi giúp con gái mình mà hiểu không? Đi đi đi, đi vô đi, mà thay đồ. Hai nè. Đi vô thay đồ nhanh đi. Trời đất ơi, thiệt khổ ghê đó. Trời ơi, mày vô lẹ lên coi. Lẹ lên, cái thằng quỷ này. Đi qua cái cây cầu vườn qua cũng không được nữa, mày đặt đi cưới vợ. Tí ơi, cái gì cũng phải từ từ chứ. Từ từ cái gì, người lớn nó không có cãi ok. Con chưa nói gì hết luôn á. Mày chưa nói hả? Vậy tao sai ok.
Ok. Bây giờ mày tới nhà con bạn gái mày chưa? Hình như là ở đây đó tía. Lan ơi. Dạ. Ủa anh Hậu. Lan. Dạ con chào bác. Để con mời ba má con ra. Ok. Ba má ơi, ba của anh Hậu tới rồi nè. Dạ bây giờ là họ nhà gái. Má tôi tên là Nguyễn Thị Bé Lệ. Năm nay má tôi vừa tròn 52 tuổi. Và tiếp theo là sự xuất hiện của người thứ hai, là ba của tôi. Đúng rồi. Ba tôi tên là Quỳnh Hải Hùng. Ba của tôi năm nay vừa tròn 59 tuổi. À chà, bên nhà gái giới thiệu hoành tráng quá ha. À ba mẹ con đây đó hả? À chào ông anh. Cái gì? Đẹp quá. Gì vậy? Ông đó đẹp quá, đẹp quá. À chào ông anh. Tôi tên Phong, quê ở Vĩnh Long, nhà cạnh một dòng sông. Ngày xưa có hai người đàn ông muốn lấy tôi làm chồng, nhưng tôi đã phụ lòng bỏ mặc dòng sông, quyết sống cuộc sống lông bông. Bây giờ tôi đã thỏa lòng. Xong. Tôi đã nói xong. Cuộc ngựa chi phong. Hẹn chiều nay mà sao không thấy anh, gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh đây. Chiều sương hay là khói thuốc bay, anh không lại em nhủ lòng sao đây. Anh cứ hẹn chiều mai mà sao không thấy anh, áo ai xanh hờ hững đi vào đêm. Đời một giây bắn một thế kỷ sau, em mới yêu lần đầu mà anh đã yêu lần sau. Hải Hùng. Bé Lệ. Đi đâu đấy? Chiều nay tôi có hẹn. Tôi có hẹn chiều nay. Chiều nay tôi có hẹn. Tôi có hẹn chiều nay. Chiều nay tôi có hẹn. Em ơi. 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 Em ơi, suốt đêm thao thức vì em. Vì lời ta từ lúc anh ra về. Giang ra đi. Con này có đẹp mang. Cướp bồ đi. Cướp bồ. Hai người làm gì vậy? Anh không hẹn ở đây. Rồi sao đối xử với em vậy? Tại sao vậy? Tại sao đối xử với em vậy khi hẹn em ra đây? Vậy mà cũng dấp. Ừ. Dài quá. Thôi bây giờ em về trước đi. Rồi xíu anh ra anh gặp em nha. Thật sự là tôi có hẹn hai người ra đây. Tôi muốn nói với hai người, thật sự là tôi biết hai người thương tôi. Tôi cũng thương hai người như anh em. À, sở dĩ tôi hẹn hai người ra đây là tôi muốn nói, tôi muốn tạm biệt. Tôi phải lên Sài Gòn, tôi lấy vợ. Rồi chắc tôi ở trên đó luôn, tôi lập nghiệp. Anh không bỏ tụi em hả? Anh bỏ tụi em đi luôn anh Phong. Tôi xin lỗi nha. Xin lỗi nha. Anh Phong. Anh Phong. Em anh Phong. Phong. Em thương anh Phong. Một người đi với một người. Một người đi với nụ cười hắt hiu. Hai người vui biết bao nhiêu. Một người lặng lẽ buồn yêu đừng nhiên. Ông đã nhớ chưa? Ông cho cha quên rắn râu rồi nè. Tôi không gả con gái tôi cho ông đâu. Đi về đi. Về đi. Tự nhiên đi. Gái con gái của ông cho tôi làm chi? Tôi nói gì kệ tôi đi. Tôi đâu có nhu cầu lấy vợ.
ai biết được. Người ta đuổi về, ok đi về, ok. Ba à, nhưng mà con yêu Lan thật lòng mà ba, không có về được đâu ba. Má, từ nhỏ đến lớn á, cái gì ba cũng cưng chiều con hết. Để bây giờ con lớn lên, con có tình yêu, rồi má ngăn cản con. Vậy từ nhỏ má nhận nuôi con làm chi? Má không thương con hả má? Má, dì ba. Dì bó tay được con à? Lan con, bác là bác chịu gả ăn hậu cho con rồi đó. Nhưng mà để bác nói chuyện với hai bà, thì hai bà không chịu thì một năm, hai năm, rồi ba năm, rồi không ấy đợi tới 10 năm mấy bà chết. Đi về! Thì đúng thôi. Thì lúc đó mày tự do, mày muốn cưới ai mày cưới. Không có được đâu. Đợi tới lúc đó anh hậu thay lòng đổi dạ, anh không còn yêu con nữa làm sao? Em nói gì vậy Lan? Anh yêu em thật lòng mà, ok. Ok. Lan ok. Rồi hai người có ok không? Ông có chấp nhận nhiễm truyền thống ok không? Tôi giận lắm đó. Tôi cũng vậy. Tôi giận lắm á. Tôi gặp ông tôi giận lắm biết không? Tao nóng lắm rồi. Thôi mà. Đừng giận nữa. Tôi biết á, là ngày xưa tôi có lỗi. Tôi phụ tình hai bà để cho tụi mình không đến được với nhau. Thì bây giờ để cho tụi nhỏ đến với nhau đi, rồi tụi mình về chung một nhà. Hả? Một... Làm xui. Xui. Vậy là đồng ý không ba má? Ok, okay. Yes. Yeah. 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 Đưa đến nhau đi. Tao lại mày. Tao lại mày Dữ ơi. Mày đừng có mộng du nữa giùm tao được không? Làm ơn đi ngủ giùm tao đi. Đi vô ngủ giùm tao đi. Đừng có đi vòng vòng nữa trời ơi. Đi vô ngủ. Tao đắp mệt cho mày, nằm xuống. Nằm xuống liền. Ơi. Ơi. Ngủ đi. Mày mộng vua mày cũng tập thể dục được rồi hả Dự? Trời ơi, mày nằm xuống ngủ giùm tao đi Dự ơi. Quỳ lại mày luôn, thấy cái thằng này ngủ với mày riết à. Sợ muốn chết luôn. Đổi địa thế có khác biệt gì không? Có gì vậy? Tao mới bị bóng đè. Đặt ai bóng đâu bóng đè.
sợ quá Diệu ơi. Mày sợ làm như tao không sợ gì đó. Mày thấy đó, mỗi đêm tao ngủ á, tới nửa đêm là tao bật dậy, tao đi vòng quanh cái chỗ này nhìn vậy đó. Chứ thiệt ra tao có biết gì đâu. Bây giờ mấy tao về quê đi. Ôi rồi muốn ra sao ra chứ mà kêu ở đây tao canh hoài tao không dám canh đâu. Mày khùng hả? Mày nhớ lại đi Thành. Nhà mày nghèo đó. Vợ mày với quê nó bụng mang dạ chữa. Con mày sắp chào đời rồi. Rồi mày không làm tiền đâu mày sống. Mày không có tiền mày sống mày cặp đất mà ăn hả? Không có tiền cặp đất mà ăn. Trinh ơi, anh nhớ em lắm. Oh, yeah. Dữ ơi, cái xe cuốn đất mày có thấy ai lái không Dữ? Mà sao nó chạy quá vậy nè? Thì mỗi lần vậy đó là tao mày nên hiểu. Ừ. Thì mình đi đi ăn. Mới 3 giờ mình đi ăn sáng đi cho tao làm việc. Đi nha. Tao nổi mày ở đây ghê lắm, mày không có tỉnh tao đâu. Trời ơi, cái gì đâu không mà. Vậy ăn quê vậy? Rồi tụi bay đâu rồi? Đi đâu hết rồi? Không có ai là sao? Dừng lại ngay. Tụi nó cái cậu dừng lại ngay. Dừng không dừng lại ngay. Dừng hết đi. Dừng lại ngay cho tôi. Dừng hết. Dừng lại đi. Ông già, dừng lại. Ông làm cái gì vậy? Cái tay mảnh đất này có rất nhiều đồng đội của tôi nè, dưới họ vẫn chưa được bóc vỡ, chưa được nhét gối đàng hoàng. Vậy mà tại sao các cậu lại xây công trình ngay trên xương cốt của họ? Tại sao vậy? Ông nói cái gì vậy? Mà ông là ai? Tôi là Lê Văn Dũng, chỉ huy tiểu đoàn mà năm xưa đã chiến đấu tại đây. Tại mảnh đất này còn hơn 60 đồng đội của tôi đang nằm ở dưới, họ lạnh lẽo lắm. Vậy mà tại sao? Tại sao các người lại xây sân gôn, xây khu giải trí? Tại sao các người lại tàn nhẫn quá vậy? Tại sao vậy? Nhưng mà tôi chỉ là tổ trưởng đội thi công ở đây thôi. Còn cái quyết định là làm cái gì là do cấp trên, tôi không có biết. Thôi được. Nếu như vậy thì tôi sẽ gặp cấp trên của cậu để bàn về chuyện này. Nhưng mà trong thời gian đó, tôi xin cậu hãy dừng công trình này lại. Hãy vì đồng đội của tôi, họ đã hy sinh cái cuộc đời mình, hy sinh xương máu của mình vì mảnh đất này. Họ lạnh lẽo lắm, họ đau xót lắm, họ cô đơn lắm. Dừng lại đi. Dừng lại đi. Dừng lại đi. Chú ơi, chú. Chú ơi. Chú ơi. Alo, alo, alo. Alo. À, alo, có phải ban nghiên cứu nhà lịch sử không ạ? Đúng vậy. À, anh cho tôi hỏi, có phải cái chỗ vành đai Giang Sông, cái chỗ mà công ty Vàng Rồng của tôi đang xây dựng sân golf, có phải lúc đó là có chiến tranh rất là ác liệt đúng không anh? Đúng vậy. Tại sao cậu lại biết thông tin này? Ai nói cho cậu biết? À, lúc nãy có một người bộ đội nói cho tôi biết. Người đó tên gì? Ông ta tên là chú Dũng. À, ông Lê Văn Dũng. Có phải ông ta bị cụt một tay không? Dạ đúng rồi, ông ta bị cụt một tay. Lê Văn Dũng, đội trưởng năm đó đã chết rồi. Alo. Lạnh lắm. Làm ơn lấy xác tôi lên đi. Ở dưới này lạnh lắm. Alo. Ôi, hay ha, dọn cho đá về cũng y như cũ. Pha quá pha mày. Thì như những lần trước thôi, tao mà dọn dẹp điên sáng này về lại bừa bộn đó. Trời đất ơi, mày có quậy vậy không làm sao mà chịu nổi. Ê, vô tắt nước đi. Sao tao phải vô? Là vô mẹ tao vô. Mày đứng gần hơn tao thì mày vô tắt đi. Gì? Đứng gần hơn vô tắt đi. Gì mày nói lại coi.
đứng gần tao, mày vô mày tắt đi. Giờ ai gần hơn ai? Mày biết bên mình làm biến mày. Bây giờ tao vô tắt nước đúng không? Tao cũng vô tắt nước. Còn cái đống rác nữa này mày dọn cho tao, dọn sạch sẽ cho tao, đúng không? Mỗi đứa một việc, nghe không? Ai ơi mày, tao vô chổng nó an toàn hơn, mày đứng mày dọn dẹp đi. Dành, vậy cũng dành cho bằng được. Trời đất ơi, bàn thờ. Khóa cái gì mà khóa dữ vậy không biết. Trời ơi, đội trưởng ơi, đội trưởng ơi. Dạ đội trưởng ơi, đừng có phá nữa đội trưởng ơi, em lại đội trưởng. Sửa ống nước xong chưa? Gì dữ? Cái gì vậy dữ? Ống nước hư rồi. Chốc. Ống nước hư tại sao mày lấy tâm lý sâu quá vậy mày? Hả? Giờ ống nước hư tao lỡ làm gãy, tao sợ không có nước mày tắm, tao la làng mày giật mình. Mày! Cuối cùng tao cũng làm. Không ai mà làm được cái gì hết trơn hết rồi á. Mạnh tay mạnh chân mày sửa đi. Ừ, đâu mệt ghê. Công trường này riết xảy ra nhiều chuyện ghê gớm lắm. Mày sửa mày coi chừng đó mày ơi. Chúng sanh nó dặn cổ mày đó. Cậu à! Đã bị giật mình chưa? Không, tôi cô mà cái cậu giật mình. Cô, ông là ai vậy? Tôi là ban quản lý di tích lịch sử. Tôi đến đây cần gặp đội trưởng của cô cậu. Ban quản lý di tích lịch sử? Ừ. Gặp đội trưởng tôi làm chi? Tôi cần gặp đội trưởng để bổ sung hồ sơ và ngưng ngay công trình này. Muốn gặp đội trưởng hả? Ừ. Hồ sơ nè. Cảm ơn. Thành ơi, có người tới kiểm tra cả Thành. Lại bị đá dữ vậy mày? Thật. Dạ, con chào chú. Có một cuộc điện thoại của đội trưởng cậu gọi cho tôi và yêu cầu tôi xuống đây để bổ sung hồ sơ để ngưng ngay công trình này. Bởi vì công trình này có khả năng là sẽ trở thành khu di tích lịch sử. Có rất nhiều hài cốt của chiến sĩ đã từng hy sinh ở đây vẫn chưa được bóc lên hết. Chú có liên lạc với đội trưởng của con? Đúng rồi. Đội trưởng cậu đâu? Đội trưởng em. Đội trưởng cậu đâu? Kêu ra đây, tôi nói chuyện. Mẹ. Đại ca, nay là tháng cô hồn. Đại ca để cho em làm ăn. Đội trưởng của cậu mất bao lâu rồi? Hai tuần rồi. Tính ra tôi còn hên. Hên gì? Tôi nói chuyện với ông cách đây 1 tháng. Ủa mà sao lại mới tới? Thì lúc đó tôi bận nhiều việc quá, bây giờ tôi mới sắp xếp được công việc xuống đây để bổ sung hồ sơ. Hồi nãy hên là tôi vô đây tôi gặp được bạn của cậu. Bạn cậu đưa tôi hồ sơ rồi. Ủa bạn con có đưa chú hồ sơ hả? Ừ, bạn của cậu. Chú gặp nó hả? Ừ. Nó đưa gì vậy chú? Trời ơi, đây nè, hồi nãy tôi gặp nó. Nó đưa hồ sơ cho tôi đây nè. Một... Chú à, con nói thiệt với chú, con ở đây con canh lâu lắm rồi. Con cảm nhận ở đây là một cái vùng đất còn rất nhiều khuất tất đó chú. Nhiều lần con muốn bỏ đi mà con không cách nào đi được chú à. Con biết cái gì á nó níu chân con lại chú. Con nghĩ là ở đây còn nhiều người oan ức cái chú, hước mặt khúc mày, nên chú á, chú dùng tiếng nói của mình dừng ngay cái dự án này lại đi chú. Rồi mình từ từ mình tìm hiểu, mình bóc cốp họ lên để họ được an nghỉ đàng hoàng đi chú. Được rồi, chú sẽ về nói lại với cấp trên. Ráng lên bà ơi, ráng lên, sắp gần tới bờ rồi, ráng lên, tôi đưa nó vô tới bờ bà ơi, ráng bà lên. Ơi, gió mạnh của con sợ quá ba mẹ ơi. Bám chặt vô đi con, gió lớn quá ông ơi, tôi chịu hết nổi rồi. Ráng đi, ráng đi bà ơi, đừng có bà ơi, ráng đi bà ơi, nấp xuống rồi, nấp xuống, nấp xuống. Bám vô đi con. Bà ơi, bà ơi, gió quá, tôi chịu hết nổi rồi. Cứu tôi ông bà. Ba mẹ ơi, cho ta bỏ con mẹ.
cảm động quá con ơi. Chú là nhà văn, chú tới đây để chú quan sát cái cảnh làng chài, chú về chú viết một câu chuyện, chú sẽ viết về câu chuyện cuộc đời con. Không chú, đừng viết về chuyện của ba mẹ con. À, ba mẹ con đi biển mất là cách đây một chục năm rồi. Ừ, đừng có viết câu chuyện nó buồn lắm. Ừ, có câu chuyện thì thú vị hơn nè. Chuyện gì con? Sự tích bãi dâu. Ừ, nằm nghe sóng vỗ tình lớn. À, trời ơi, có ai cứu vợ tôi không? Trời ơi, cứu vợ tôi với, tôi không biết bơi, có ai không? Có tôi. Trời ơi, còn đứng làm gián nữa, cứu vợ tôi, lẹ đi, nhanh lên. Thì biết cái này để cứu rồi mà, trước khi cứu phải khởi động tay chân cái đã. Trời, khởi động lẹ đi, em ơi, ráng lên. Mình ơi, ráng lên mình ơi. Ráng lên, đợi đi, ráng đợi nó xíu đi em ơi. Cái gì mà lâu quá vậy? Lẹ lên cái gì vậy? Đáng lẽ còn động tác nữa xong đánh cái quên nguyên bài luôn nè. Bây giờ làm cái gì nữa, lẹ đi, vợ tôi ở dưới kìa. Không, phải có bài khác, phải bài khởi động khác mới được. Bài gì? Yoga. Vợ ơi, ăn gì anh cúng em ơi. Em ơi, mang gì để anh cúng em ơi. Em ơi, không dám kêu nó luôn đó. Bây giờ mà kêu nó giật mình, nó làm lại từ đầu. Trời ơi, lẹ anh. Vợ người ta ở dưới mà ông còn yoga nữa. Cứu lẹ lên đi. Khoan, cứu. Giờ phải lấy hơi, biển hơi thiệt sâu mới lặn sâu xuống đáy biển được. Rồi, lẹ lên chứ vợ tôi sắp tới biển rồi. Ê, sao? Lấy hơi nhiều quá, gió vô đau bụng nè. Dạ, sao? Nói vợ anh ngưng chết đuối 5 phút cho em hết đau bụng 5 cú. Ờ, vợ. Cái gì vậy? Trời ơi, đi cứu vợ lẹ lên đi ở đó mà. Rồi, cứu. Lẹ lên. Cứu đi. Chị ơi, chị đâu rồi? Em ơi, có nghe không tiếng gì? Ráng lên, nhanh lên. Ráng lên mà, ráng lên. Ê, chị ơi, cứu em với chị. Ê, cứu vợ tôi. Cứu em đi, cứu em đi chị ơi. Trời. Anh ơi. Hả? Vợ anh mất tiêu rồi. Chị chết rồi anh ơi. Mà lúc này chị chết, chị siêu thoát đi chị. Chị chết rồi. Tất cả lỗi là do anh. Tại anh không biết bơi. Tại em. Tại anh không biết bơi. Tại em. Để anh đi theo vợ anh. Anh đi theo vợ anh. Em ơi, có nghe không tiếng gì? Trời ơi, ông bơi còn hơn người nhái nữa trời. Thua cho chị rồi. Ông muốn chị chết chắc luôn đó. Con ơi, câu chuyện này nó cũng cảm động xem câu chuyện trước đó con. Khoan mọi người ơi, cảm ơn mọi người dàn dựng nha. Rồi, cảm ơn chị. Mệt gần chết luôn á, thiệt luôn á. Cảm ơn chị. Còn 50 ngàn ra làm được chút hết. Trời ơi, không ngờ chỉ có một cái thúng thôi mà con kể một câu chuyện rất cảm động, rất tình thúng. Cái thúng, chú biết chú viết về cái gì rồi. Chú sẽ viết về cái thúng, một câu chuyện tình thúng cảm động. Ôi, câu chuyện nặng nề quá, làm sao tôi viết nổi đây. Tôi phải làm sao? À, chị bán lưới, câu chuyện về lưới của chị sao nè. Chú ơi, quay lại chú ơi. Khổ ghê vậy đó. Trời đất ơi. Cúng cầu cơ. Thôi nè, bây giờ nè, khỏi cầu cô cậu lên trơn á. Cầu người có âm chiên mệt. Cầu có đi biển có an toàn không, phải không? Ờ. Con này con người bình thường, con nhìn biển nè. Hồi sáng giờ ngồi thấy sóng mạnh lắm. Biển động mạnh á, nay đi biển coi chừng nguy hiểm tính mạng á. Trời ơi, nói gì vậy? Tầm bậy tầm bạ đâu mà ra. Con nói thiệt. Nói gì kỳ cục vậy con? Bây giờ phải làm sao? Thôi, bây giờ vậy nè. Ở cái làng mình á, bây giờ phải cho mượn xác để mà gọi hồn lên. Mời cô, mời cậu, mình biết mình ra khơi được không?
Bây giờ là con còn nguyên đúng không? Bây giờ con giúp mấy cô mấy chú ở đây để Bảo làm cho. Bảo làm nha. Chuẩn bị đi. Đó, bây giờ hay quá. Mọi người phải tin nha. Tin mình mới cầu cô cậu lên được. Tin lắm, yên tâm đi. Rồi, mà khoan, đâu có biết cầu nghiêm túc là cầu sao đâu. Chút đây nè, có ghi thơ từ đây nè. Rồi, đọc thôi. Rồi, tập trung đi. Ngày tháng năm vô rồi đó. Anh Năm ơi, ơi, tôi nhớ anh nhiều lắm. Tôi với anh thân nhau từ hồi nhỏ mà. Đi đâu cũng đi chung hết á. Rồi cái đi cầu cô cậu cũng ngồi kế nhau. Tôi thương anh như vợ tôi. Ê! Cái gì vậy? Nghĩ về tình anh em nhỏ lớn thôi. Thôi, nè biết không, con mắt dông hay lắm nè. Tí sủ gì mà thành con mùi thân dẫu tức hợi bóng. Có căng có cốt vô đây nè, mới đi. Đúng nè. Rồi, đây đúng là cái này đúng nghiêm túc. Cái nè. Này đúng nghiêm túc nè. Tôi nhớ là có cái bài hát khấn cầu cơ cầu hồn đến hay lắm. Bài hát đó làm sao? Rồi, nhớ rồi. Tập chắp tay trước người mình đi. Rồi. Hey. Hồn mời xin hãy quay về nghe ta hỏi thăm. Hồn hãy nhập vào thân xác linh thiêng, cứu nguy dương trần, cứu độ chúng sanh. Đây là các bạn, cái nhạc nó còn miếng á. Cái còn nhạc miếng, còn miếng. Miếng. Lên dắt. Đây là nhang thơm. Đây là trái cây. Đây là bông hoa. Đây lòng chúng con đang cầu xin về đây chơi cứu giúp con. Còn ơn. Lên tiếp. Lên tiếp. Thử coi đây nè. Rồi lên lại tiếp nè. Mơ chôn biển khơi xa, hãy mau nhập vào. Hồn mơ phía núi non cao, cũng mau nhập vào. Chớ có dối gian phải tội. Cầu dòng ơi cứu cho. Còn bằng không thì chịu chết. Cầu dòng ơi cứu cho. Tăng 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 tăng. Tăng 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 tăng. Xin cứu giùm cho con, hãy mau dắt vào đi. Cố dậy. Nó cầu hay lắm luôn, đừng có giỡn chơi. Ôi, nó cầu bát giới lên luôn. Mà má ngủ hả? Cô cậu lâu quên ngủ quên luôn. Câu đang quan đi. Hay. Qua đi. Hay cô hay cậu? Rose. Rose gì? Rose. Cái gì? Rose. Rose là má nào? I'm Zack in Titanic. Titanic là ai cơ? Nhìn kìa. Nhìn. Biển động mạnh lắm. Biển động mạnh. Đông gô. Biển động mạnh lắm, don't go, don't go, baby, don't go. Nhìn đi, biển động gió giật kìa, cấp 6, cấp 7, 8, 9, 10, 11, 12, đừng ra biển, biển động mạnh lắm, đừng ra biển. Cái gì vậy? Nó nói cái gì vậy? Nó nói cái gì tôi không biết, nhưng tôi biết bài hát hồi nãy là của Lam Trường. Ông này, bây giờ nó nói cái gì mà ra biển rồi, cái gì biển động mạnh lắm, được đi là sao? Ôi! Ê! Ta là Thủy. Thủy Tiên! Lại gần em một chút thôi, kiss me. Ghi chặt cơn bờ vai, gió đêm còn dài. Lại gần em một chút thôi, Thủy Tiên ơi! Thủy Tiên, anh Công Vinh còn đá banh không? Tiên à! Ta là Thủy Tinh. Hả? Chị Sơn Tinh đâu? Thủy Tinh luôn kìa. Sơn Tinh đâu? Kim Sơn Tinh kìa. Sơn Tinh đâu? Kim Sơn Tinh làm cái gì? Núi dựng núi lên đi. Núi đâu? Núi. Núi đâu? Núi. Núi. Lấy làm cái gì? Thủy Tinh dâng biển lên rồi. Biển động mạnh lắm rồi, đừng ra biển. Thủy Tinh dâng biển lên rồi.
cái gì nữa vậy? Sao không hiểu gì hết sao mà lên rồi cứ nói biển động mạnh rồi đừng ra biển là sao? Ê, Bảo, Bảo. Ôi ơi, ôi ơi, cái gì mà ghê vậy? Ôi ơi, ôi ghê. Ôi, ê, lăn lên vô đây nè. Vô, lăn vô. Ai dạ. Đi. Ai đây? Đó vừa lắm. Vừa lắm con. Ai đây? Ai? Ai? Ta là Mỹ Nhân Ngư. Mày... Ôi ôi. Hay quá. Mỹ Nhân Ngư. Đời. Anh cho Trinh Tì còn làm phim không? Điên. Anh khỏe. Trời đất ơi, đó tôi chưa thấy con cá nào mà xấu như con cá này. Này cô gái duyên dáng, nàng tiên cá phải có nhiều loại chứ. Ta là tiên cá mặt quỷ. Tiên cá mặt quỷ thì về biển đi, lên đây làm gì? Cho thở chút xíu đi, mới dưới biển lên hơi mệt. Ai biểu lăn lộn như dữ không? Vừa lắm. Lên rồi hỏi gì hỏi đi. Thì hỏi nè, sao biển vậy êm đẹp đi ra khơi được không? Không được đâu, biển động mạnh lắm rồi. Trào dâng ở dưới ra là chết đó. Sao sự không đi bình thường mà. Bình thường mày biết cầu là trèo tao lên chi cho mày nó bình thường. Thì tao hỏi hang đồ đó. Tao cho mày hỏi đó mày. Mày mắc cười quá. Mắc cười mày cười đi. Đi về đi con cá quỷ. Thôi tao không về đi rồi sao? Tao dẫn tao đi về. Không về vậy đi. Không về rồi sao? Đi làm giờ, làm giờ. Đánh cho mày ra nè. Mày tưởng tao đánh được rồi hả? Tao kéo chân đi đánh mày nè. Rồi sao mày? Trời ơi. Chúng sanh là nguy hiểm. Ác từ ăn ca ác ra phòng ác đủ cái loại vô hồn còn đát rồi sao mày? Tao chửi không ra câu ra từ. Tao mệt quá mà. Tao tiên cá mà. Mày chửi nó đi. Mày chửi đi. Một mình tao chửi đó, ngồi chửi lại đi. Tao đứng không nói chuyện với con cá. Ê mày. Sao mày? Trời ơi. Ngồi nói tiếp nào đi mày. Tao chửi mệt lắm rồi đó. Nè mày ngon. Tao nói mày tao giả mày là cái con cá. Tao chưa đi, chưa đi, chưa đi luôn á. Tao chưa đi luôn đó. Thời cơ hả? Mày cơ hội hả? Thôi đốt được phá câu. Mày quay hướng mặt trời hả? Chân lý cháu chiếu rọi mặt mày hả? Giỡn mặt với tao. Xuất ra nè. Xuất. Đau quá không xuất được luôn nè. Xuất ra. Xuất. Ai là cá quỷ? Xin lỗi mày. Đi. Ủa cô cậu ơi, ai nhập vô con mà con đau ngược đau má chứ cô cậu? Con đau họng cô cậu ơi. Lúc nhớ. Nãy người nhập vô con là một con cá rất là giọng mẹ. Cái giọng mẹ, giọng mẹ đâu? Nó chửi tàn sát dân làng luôn. Ghê vậy, mà nó cá gì? Nó là cá mặt quỷ. Mặt quỷ? Mặt quỷ. Rồi mà nó nói cái gì? Nó nói là bây giờ biển động nó không được ra khơi. Không được ra khơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cô cũng thấy biển động á, đừng ra khơi. Làm cái chuyện phi lý làm sao không được? Không, biển động lắm, ra khơi là khỏi mệt quá đi. Nãy giờ mọi người không biết gì hết hả? Nhìn nó đi, nhìn là biết nó giỏi trò, giỏi khùng, giỏi điên, kêu mọi người đừng ra biển đó. Không, con nói thiệt á, tin con đi, con là người phàm mắt thịt cần người có âm. Con nhìn sóng mạnh lắm, gió lớn lắm, biển động mạnh bữa nay đó. Không có đâu, mày đừng có nói, tao không có tin mày đâu. Mấy lần trước con nói có bảo, cũng có bảo thiệt mà. Tại mấy lần đó hên thôi. Mày mắc cười quá, nếu như mà mày nói được cái điều đó, mày dự đoán trước được thì ba má mày. Thôi mệt quá đi. Giải tán chỗ này đi. Bây giờ tôi nói nè, bà con không ra biển là không có cơm, không có cá ăn đâu. Còn mà ai muốn ở nhà theo lời nói thì cứ việc ở nhà. Tôi là tôi đi đó. Chú Năm ơi, con nói thiệt hả chú Năm? Tin không đi chú Năm? Không. Chú Bảy ơi, chú Bảy. Cái đó là miếng cơm manh lưới mà. Họ phải đi làm mới có cá ăn, sự nghiệp của người ta. Năm ơi, cứ đi đi, tôi ở nhà cậu dù. Thôi Bảo ơi, bây giờ mọi người tin tưởng con nhờ cậy con vậy mà con nói sẵn nó bậy không có được đâu. Thôi, mình vô mình giá lưới mình ra khơi cho lẹ đi. Lẹ. Mấy cô ơi, đừng có đi mà. Sao lúc nào Bảo nói mấy cô cũng nói Bảo quở vậy? Bảo nói thiệt á. Trời ơi, Tuyền ông Năm bị sét đánh vô kìa bà con ơi. Ra cứu người. Cứu người. Ông Năm ơi, ông Năm đâu rồi ông Năm?
Năm đâu rồi? Ông Năm, ông Năm ơi, ông Năm lên đi, ông Năm cứu Năm nào, Năm ơi, ông Năm lên đi, lên đi ông Năm ơi. Còn ai nữa không? Con cứu mọi người nè. Còn ai không? Còn ai nữa không? Còn ai nữa không? Mọi người ơi, mọi người ơi, mừng quá, còn đủ, còn đủ hết. Đâu rồi, mọi người đâu hết rồi? Thằng Bảo đâu? Thằng Bảo đâu? Nó mới vớt tôi lên mà thằng Bảo đâu? Thằng Bảo đâu? Thằng Bảo đâu rồi? Nó mới vớt tôi lên đây mà thằng Bảo đâu? Đi tìm nó nhanh lên. Con thằng nè. Bảo đâu? Con nè. Hết Bảo rồi. Biển lặng lại rồi. Mọi người yên tâm nha. An toàn hết rồi. Cô ơi, cô thấy không? Con nói hay không? Hết Bảo rồi. Mốt cô mới tin con nha. Con nói là phải nghe. Cô, có Bảo thiệt á, mốt con nói đừng cãi con, nó mới chú đừng ra biển nữa. Ông Năm ơi, ông Năm là cứng đầu nhất luôn á. Con học chứ con biết có Bảo mà. Ông Năm, thằng Bảo đâu? Con nè ông Năm. Thằng Bảo đâu? Chú Bảy ơi. Thằng Bảo đâu? Thấy con chú Bảy. Con Bảo nè chú Bảy ơi. Con thấy con không? Con thấy con chưa con? Mọi người ơi. Thằng Bảo ơi. Thằng Bảo dự thi.